Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3241, Vân Hổ Thần Phục 2. Còn Kim Nguyên Đỉnh, còn luyện chế thành xỉ than, coi như Kim Linh Vân Hổ đứng tại chỗ cho ngươi luyện, ngươi lấy cái gì luyện? Không chỉ thánh thú bộ dáng này, đám người Ngô Xương Bình bị nhốt lại cũng mê man. Thế giới thổ hào, quả nhiên khó có thể lý giải được. Vì một con thánh thú, hắn có thể vào sinh ra tử, người ta lại dùng kim nguyên linh thạch chân quý như thế đúc thành một cục. Lên! Không đi quản bốn phía khiếp sợ, Trương Huyền lần nữa quát khẽ. Dầm! Yêu dị huyền đao, ô mộc kim đao, trường thương của bột tân, phối hợp long cốt thần thương đồng loạt bay đi. Năm đại chí bảo cùng một chỗ tấn công, trong lúc đó, còn có một cái nghiên mực thỉnh thoảng xông lại, đánh lén xong liền chuồn mất. Cái này con mẹ nó là đơn đả độc đấu. Khung mộc thanh giao, hậu thổ kỳ lân, đều mắt tối sầm. Vừa rồi tên này nghĩa chính ngôn từ nói, muốn đơn đả độc đấu, cùng Kim Linh Vân Hổ quyết đấu công bằng, còn tưởng rằng thật muốn làm như vậy. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, tế ra nhiều binh khí như vậy. Người khác, bảo vật đại thánh cấp, lấy ra một chuôi liền A-di-đà Phật, hắn thoáng cái sáu thanh. Ngươi là con riêng của luyện khí sư công hội hội trưởng sao? Bất quá xem như con riêng cũng không có nhiều vũ khí lợi hại như vậy a hát. Mấu chốt nhất là, nhiều binh khí như vậy đồng thời ra tay, lại thêm ngươi, tương đương với 6 vị bất hủ cảnh vây công, tính đơn đấu cái gì? Có cần ngăn cản hay không? Thấy bằng hữu sắp bị đánh thành mèo, Thiên Thương Hỏa Phượng cũng nhìn không được nữa. Hắn vừa rồi hỏi qua, vũ khí bản thân luyện hóa có thể sử dụng hay không, chúng ta đều đồng ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khung Mộc Thanh Giao xấu hổ. Vừa rồi hỏi thăm, bọn họ cảm thấy đối phương thân sĩ, muốn dùng trường thương kia. Bây giờ mới biết, quỷ con mẹ nó thân sĩ, quả thực không biết xấu hổ đến cực hạn, nhiều binh khí như vậy cùng đi ra, bất hủ cảnh đỉnh phong cũng không chống đỡ được. Ngươi nhìn hắn đang làm gì? Ngay thời điểm đám thánh thú mặt mũi buồn bực, không biết nên làm sao bây giờ, chỉ thấy thanh niên đối diện lần nữa chảo một cái. Phần phật, bốn phía Kim Linh Vân Hổ, lần nữa nhiều ra 6 con thánh thú, thấp nhất cũng đạt đến tâm huyết lai triều đại viên mãn, mạnh đạt đến bất hủ cảnh. Vừa xuất hiện liền cắn xé về phía Vân Hổ. Đây là thú sủng của hắn. Bốn đại thánh thú còn lại lần nữa nhìn nhau. Những thứ này, hình như là thánh thú nơi này a. Đúng. Nói cách khác, chỉ chút thời gian như thế, liền thuần phục 6 con thánh thú cho mình sử dụng. Khung Mộc Thanh Giao tức đến không ngừng run rẩy. Lúc nào thánh thú nơi này cũng biến thành không có thiết tháo và khí tiết như vậy. Thân là thánh thú có thể nói ra ngôn ngữ nhân loại, đối với chức nghiệp thuần thú cũng biết không ít. Từ khi nhân loại tiến vào tới hiện tại, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ mấy canh giờ. Đối phương thuần phục 6 con thánh thú, cũng quá nhanh đi. Chờ chuyện này kết thúc, nhất định phải sửa sang thoáng cái, thánh thú chúng ta không thể tùy tiện khuất phục người. Khung Mộc Thanh Giao cắn răng. Đặc biệt là bên Vân Hổ, nó kiên cường như thế, nhưng thuộc hạ không có, còn thể thống gì. Kim Linh Vân Hổ vì mặt mũi, một mình một hổ cùng đối phương chiến đấu, vĩ đại dường nào, vậy mà thuộc hạ như thế. Bất quá lời còn chưa dứt, đột nhiên nhìn thấy Kim Linh Vân Hổ mới vừa rồi còn chiến đấu, đột nhiên nằm dạp trên mặt đất, đầu dạp xuống, mi tâm có một giọt tinh huyết bay về phía thanh niên. Kim Linh Vân Hổ, gặp qua chủ nhân. Cự hổ nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Chương 3242, thần phục 1. Sát. Trong mắt của Khung Mộc Thanh Giao sắp rớt xuống đất, ba đại thánh thú khác hai mặt nhìn nhau, biểu lộ quái lạ. Bọn chúng là huyết mạch thượng cổ thần thú, có tôn nghiêm, có ngạo khí, có trách nhiệm. Lúc này mới bao lâu, thần phục một nhân loại, có lầm hay không? Mặt đều mất hết. Khung Mộc Thanh Giao răng cắn, bực sắp nổ tung. Năm đại vương giả lấy nó cầm đầu. Vốn nghĩ thuộc hạ thần phục nhân loại liền đủ mất mặt, làm sao cũng không nghĩ đến, Vân Hổ cũng là vương giả, cũng làm phản nhanh như vậy. Này không phải mạnh mẽ đánh mặt của nó. Đối phương tế ra 6 đại thánh chí bảo, cùng 5 con thánh thú, vốn muốn nhúng tay, ai cũng nghĩ không ra, còn không có kiên trì đến cân nhắc tốt, liền đầu hàng. Không có tiết tháo a hát. Đứng lên đi, dùng viên đan dược này. Ngón tay Trương Huyền búng một cái, ném qua một viên đan dược chữa thương cấp 9. Cho Kim Linh Vân Hổ ăn vào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nói đơn đả độc đấu, mục đích chính là vì có thể nhân cơ hội thuần phục đại gia hỏa này. Quả nhiên thủ đoạn ra hết,
lại thêm truyền âm chỉ điểm thiếu hụt cùng đe dọa. Để nó thuận lợi nhận chủ, có nó bảo vệ, coi như bốn con thánh thú còn lại trở mặt, cũng không đến mức chịu chết. Ta tỉ thí xong. Bàn tay chào một cái, thu rất nhiều thánh thú về không gian gấp, mấy món vũ khí cũng thu vào nhẫn, lúc này Trương Huyền mới nhìn về phía đám người Khung Mộc Thanh Giao. Tiểu tử, người dùng yêu thuật gì, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, liền để Kim Linh Vân Hổ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, nhận ngươi làm chủ. Vẻ mặt Khung Mộc Thanh Giao khó coi, trong mắt sát khí sôi trào. Ngươi muốn nghe nói thật, hay lời nói dối? Trần chờ một chút, Trương Huyền nhìn qua. Đương nhiên là nói thật. Khung Mộc Thanh Giao cắn răng. Nói thật chính là, thật ra ta là chủ nhân kiếp trước của các ngươi, lúc Kim Linh Vân Hổ cùng ta chiến đấu, nhận ra thân phận của ta, lúc này mới thần phục không do dự. Trương Huyền gật đầu, thanh âm xa xăm, mang theo khí chất cao nhân. Chủ nhân kiếp trước, ngươi nói láo. Khung Mộc Thanh Giao tức đến thiếu chút nữa ngất đi. Nói dối có thể tìm sự tình có căn cứ được không? Còn chủ nhân kiếp trước, sao ngươi không nói ngươi là Khổng Sư đầu thai? Không tin. Trương Huyền nhíu mày nói. Tin muội muội ngươi. Khung Mộc Thanh Giao tức sắp nổ, chiếm tiện nghi cũng không phải chiếm như vậy a. Các ngươi tin tưởng không? Không để ý tới Thanh Giao sắp thức điên, Trương Huyền nhìn về phía ba con thánh thú còn lại. Kéo dài thời gian vô dụng, chúng ta sẽ không cùng ngươi đơn đả độc đấu, mà là muốn giết ngươi. Minh U Huyền Quy nói. Không cần nói nhảm, tên này cổ quái, đồng loạt ra tay giết lại nói. Thiên Thương Hỏa Phượng nói. Không sai, các ngươi không ra tay, ta liền xuất thủ. Hậu Thổ Kỳ Lân tiến về phía trước một bước. Nhìn thấy tên này quỷ dị như vậy, vừa ra tay liền thuần phục Kim Linh Vân Hổ, bọn chúng đều cảm nhận được áp lực. Thân là vương giả, ai cũng không muốn thần phục. Xem ra là không tin. Trương Huyền lắc đầu, lần nữa nhìn về phía bốn con thánh thú. Có dám cùng ta đánh cược hay không? Đánh cược? Không sai, ta đánh cược, chỉ cần nói một câu, cho thấy thân phận của mình, Khung Mộc Thanh Giao sẽ lập tức thần phục, nhận ta làm chủ. Trương Huyền chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Ngươi ý tứ, nói với ta một câu, ta sẽ thần phục. Khung Mộc Thanh Giao suýt chút nữa cười tắt thở. Chương 3243, thần phục 2. Ngươi xác định đầu óc ngươi không có bệnh. Thân có huyết mạch long tộc, cao ngạo có 102, Khung Mộc Thanh Giao nó, ngày hôm nay coi như chết đói, chết cóng, bị giết thịt hầm ăn, cũng tuyệt đối không có khả năng thần phục. Còn nói một câu, coi như ngươi quỳ trên mặt đất nói một vạn câu, cũng không có tác dụng. Liền nói có dám đánh cược hay không đi. Không trả lời hắn, Trương Huyền nhìn qua. Tiền đặt cược rất đơn giản, nếu như ta nói một câu, có thể để ngươi thần phục, ngươi liền thừa nhận thân phận của ta, để ba con thánh thú khác đều thần phục. Không làm được, sẽ lập tức giải trừ khế ước với Kim Linh Vân Hổ, hơn nữa tại chỗ tự sát. Để bọn chúng thần phục ngươi. Không nghĩ tới hắn cá cược là cái này, Khung Mộc Thanh Giao sững sờ. Không sai, có dám hay không? Đường đường năm đại vương giả, chẳng lẽ đối với mình không có tự tin như thế? Trương Huyền mỉm cười. Không cần khích tướng, nếu như Thanh Giao lão đại có thể thần phục ngươi, chúng ta thần phục ngươi cũng không có gì. Nhưng nếu như không làm được, nhất định sẽ thực hiện cá cược vừa rồi. Hậu Thổ Kỳ Lân khẽ nói. Bọn họ cùng Thanh Giao ở chung không biết bao nhiêu năm, sớm đã quen thuộc bản tính đối phương, thả gãy chứ không cong. Cũng giống như năm đó thần phục Khổng Sư, một thanh niên, để cho bọn họ thần phục, nói đùa cái gì? Không sai, nếu như Thanh Giao lão đại thần phục ngươi, chúng ta có thể thần phục. Có cái gì không dám, chúng ta tin tưởng lão đại, chắc chắn sẽ không thần phục nhân loại. Hai con thánh thú còn lại, cũng không nhịn được hét lớn. Danh sư một lời, tứ mã nan truy. Trương Huyền thản nhiên nói. Vậy thì tốt, chúng ta đồng ý. Ba đại thánh thú đồng thời gật đầu. Chuyện này, Khung Mộc Thanh Giao nhíu mày. Đối phương không sợ hãi như vậy, hơn nữa làm Kim Linh Vân Hổ thuần phục nhanh như vậy, để trong lòng nó cảm thấy có chút bất an. Lão đại, người từ trước tới nay không thích nhân loại, điểm ấy chúng ta rõ ràng, không bằng đồng ý tên này, cứu Vân Hổ ra. Hậu Thổ Kỳ Lân truyền âm. Bản tính của Khung Mộc Thanh Giao, bọn họ biết hết sức rõ ràng, thần phục nhân loại, quả thực chính là nằm mơ. Đã như vậy, bọn họ cá cược 100% chiến thắng, còn có gì có thể sợ. Chuyện này. Dừng lại một chút, Khung Mộc Thanh Giao gật đầu. Tốt.
thánh thú khác không dám cam đoan, đối với mình vẫn có tự tin. Chết, cũng sẽ không đồng ý. Vậy thì bắt đầu đi. Thấy hắn đồng ý, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta không muốn tiết lộ cho những người khác, chỉ có thể truyền âm. Mong tập trung tinh thần, cẩn thận lắng nghe. Truyền âm cũng không sao, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không thần phục, khuyên ngươi chết cái ý niệm này đi. Khung Mộc Thanh Giao cười lạnh. Mặc kệ đối phương nói thế nào, không để ý là được. Mặc cho ngươi có thân phận gì, cho dù là Khổng sư phục sinh, ta cũng không đồng ý, có thể làm gì ta. Trong lòng làm ra quyết định, dựng thẳng lỗ tai lên, chuẩn bị lắng nghe đối phương đến cùng nói cái gì. Nó bên này chuẩn bị sẵn sàng, Thiên Thương Hỏa Phượng, Hậu Thổ Kỳ Lân cũng truyền âm giao lưu. Yên tâm đi, Thanh Giao lão đại ta hết sức quen thuộc, chắc chắn sẽ không dao động. Cái tên này đoán chừng là cố ý kéo dài thời gian, khả năng có giúp đỡ, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Chúng thú thảo luận, lời còn chưa dứt, chỉ thấy thanh niên đối diện hít sâu một hơi, đột nhiên truyền âm, khẩu hình mở ra nói mấy âm tiết. Lạch cạch. Ngay sau đó, Khung Mộc Thanh Giao huyền phù ở trên không lập tức rơi trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, khom người đến cùng, thanh âm mang theo kích động. Khung Mộc Thanh Giao gặp qua chủ nhân. Chương 3244, thủ hộ cửa vào 1. Thanh Giao lão đại, nhận chủ. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Thiên Thương Hỏa Phượng, Hậu Thổ Kỳ Lân, Minh U Huyền Quy đều đần độn, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lực ý chí của Thanh Giao lão đại, bọn chúng hết sức rõ ràng. Đối phương mới nói mấy chữ, liền nằm dạp trên mặt đất, một chút tôn nghiêm cũng không có, bộ dáng cực kỳ khát vọng. Xảy ra chuyện gì? Không chỉ bọn họ bối rối, Ngô Sương Bình đang bị nhốt cũng cảm thấy sắp điên rồi. Vì thuần phục Kim Linh Vân Hổ, hắn hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, nhận lời không biết bao nhiêu bảo vật, mới lôi kéo được 7 người, càng hao phí một đại thánh chí bảo, kết quả. Cái gì cũng không có đạt được, còn bị bắt. Tên này ngược lại tốt, ngắn ngủi vài phút liền thuần phục Vân Hổ, càng nói một câu để Khung Mộc Thanh Giao nằm dạp trên mặt đất không dám phản bác. Có cần khoa trương như vậy hay không? Hiến tế đi. Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Chỉ cần trong cơ thể ẩn chứa long tộc huyết mạch, Thiên Long Bát Âm chính là vũ khí sát thương mạnh nhất. Con Thanh Giao này, dù cấp bậc rất cao, vẫn như cũ chạy không khỏi điểm ấy, nguyên nhân chính là biết những thứ này, Trương Huyền mới cố ý tới đánh cược, kết quả rõ ràng, dễ dàng mắc câu. Cũng không thể nói đối phương dễ dàng trúng kế, mà là ai cũng nghĩ không ra, một người bình thường, lại nói ra ngôn ngữ chỉ chân long mới có thể nói. Càng không nghĩ tới, một gia hỏa kim thân cảnh, lại có nhiều thủ đoạn như vậy, ngay cả cường giả như bọn chúng, cũng trực tiếp lật thuyền, trở tay không kịp. Tuy mặt mũi bất đắc dĩ, nhưng Khung Mộc Thanh Giao cũng chỉ hiến tế tinh huyết ra. Ký kết khế ước, lúc này Trương Huyền mới nhìn về phía ba con thánh thú còn lại. Tới lượt các ngươi, ta nói một câu để Thanh Giao thần phục, cá cược chiến thắng. Bất quá cá cược bình thường mà thôi, không có thiên địa thể ước, cũng không dùng thủ đoạn đặc thù, nếu như các ngươi không tuân thủ. Trong cơ thể chúng ta chảy huyết mạch thượng cổ thần thú, há có thể làm được nói không giữ lời. Thua thì thua, Thanh Giao lão đại cũng công nhận ngươi, chúng ta nhận ngươi làm chủ nhân cũng không có gì. Chỉ hy vọng ngươi đừng cưỡng cầu chúng ta làm một chút sự tình vi phạm đạo nghĩa. Mặc dù Hậu Thổ Kỳ Lân, Thiên Thương Hỏa Phượng, Minh U Huyền Quy bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, hiến tế tinh huyết của mình ra. Có chơi có chịu, đối phương có thể một câu nói thần phục lão đại, coi như bọn họ nhận chủ, cũng không tính mất mặt. Huống chi nắm giữ huyết mạch thần thú, càng sinh tồn ở trong di tích khổng miếu, còn không làm được sự tình lật lọng. Như vậy càng đơn giản hơn. Thấy chúng nó tuân thủ ước định, cũng không vi phạm, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì có Khung Mộc Thanh Giao cùng Kim Linh Vân Hổ, coi như ba cái còn lại không đồng ý, cũng có thể đánh bọn chúng thần phục, như vậy chỉ là miễn trừ một chút phiền toái mà thôi. Các ngươi thần phục với ta, thân là chủ nhân, cũng không thể keo kiệt. Thu phục xong chúng thú, Trương Huyền nhìn quanh một vòng. Kim Linh Vân Hổ, ngũ hành thuộc tính kim, kim chủ Trương công phạt, trên phòng ngự liền yếu đi rất nhiều, mấu chốt nhất là, tuy lực lượng trong cơ thể ngươi khổng lồ, lại không am hiểu vận dụng, mới bị ta thừa dịp. Hiện tại ta nói mấy chỗ thiếu hụt, ngươi thêm chút sửa lại, thực lực nhất định có chỗ tăng trưởng. Nói xong, giải thích một chút thiếu hụt trên người đối phương, cùng phương pháp sửa lại. Vừa rồi tên này tới đối chiến, thư viện đã dò xét ra sơ hở,
kết hợp kinh nghiệm của hắn đối với thuần thú, tìm ra phương pháp sửa đổi cực kỳ đơn giản. Dựa theo hắn nói tu luyện, Kim Linh Vân Hổ quả nhiên cảm thấy sức chiến đấu tăng không ít, con mắt sáng lên, lần nữa quỳ mọp xuống đất, vui lòng phục tùng. Nếu như nói trước đó là bị đánh, lại thêm uy hiếp dụ dỗ, mà bây giờ là thật bội phục, không còn hài lòng. Lại chỉ điểm thánh thú còn lại một chút, chúng thú đều cảm thấy tiến bộ to lớn, từng cái tràn đầy hưng phấn, cực kỳ cảm kích. Đạt tới bất hủ cảnh đại viên mãn, vốn cho rằng trừ huyết mạch có biến hóa trên phạm vi lớn, nếu không không có khả năng tiến bộ nữa, không nghĩ tới lại còn có không gian tiến lên. Dựa theo đối phương nói tu luyện, thậm chí xung kích cổ thánh cũng chưa biết chừng. Chương 3245, thủ hộ cửa vào 2. Đây đối với bọn chúng mà nói, so làm vương giả, thống lĩnh một đống thánh thú gì đó, thì có lực hấp dẫn hơn nhiều. Chủ nhân, những người này làm sao bây giờ? Thanh Giao chỉ đám người Ngô Xương Bình nói. Bọn họ vô lễ với Vân Hổ, tuy cách làm thiếu sót, nhưng cùng thuộc nhân tộc, tội không đáng chết, đưa chút bồi thường thì thả đi đi. Trương Huyền khoát tay áo. Nếu như không có bọn họ dò đường, bản thân tùy tiện xông lại, khẳng định cũng sẽ bị năm đại thánh thú vây công, sẽ không có kết cục hiện tại. Bất quá đối phương từng sinh ra sát cơ với hắn, càng vây công thú sủng của hắn, trực tiếp thả, Kim Linh Vân Hổ ít nhiều gì cũng sẽ khó chịu. Vâng, thấy chủ nhân của mình cũng không phải loại người hiền lành, mấy thánh thú đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đi theo phía sau hắn sẽ không lỗ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đám người Ngô Xương Bình ở dưới năm đại thánh thú chèn ép, đành phải nộp lên tất cả bảo vật mới có thể thoát thân. Người cầm đi, phân chia như thế nào chính người giải quyết, còn nữa, nếu như các người biểu hiện tốt, đại thánh chí bảo trên tay của ta cũng có thể ban tặng các người sử dụng. Đối với những bảo vật này, Trương Huyền không thèm để ý, khoát tay áo, để Kim Linh Vân Hổ tự mình xử lý, đồng thời hứa hẹn cho chúng nó cái bánh ngọt lớn. Thuần thú, giống như dẫn dắt thuộc hạ, ân uy đều xem trọng, cho cái mục tiêu. Chỉ ra tu luyện thiếu hụt, để bọn chúng tăng thực lực lên, lại lấy pháp bảo hứa hẹn. Loại chỗ tốt rõ ràng này, mới có thể để cho bọn hắn không sinh hài lòng, hoàn toàn thần phục. Quả nhiên, nghe nói như thế, năm đại thánh thú cực kỳ kích động, không còn tâm tư gì khác. Các ngươi không phải phân tán khắp nơi ư, làm sao sẽ tập hợp một chỗ? Đám người Ngô Xương Bình rời đi, Trương Huyền hỏi nghi vấn trong lòng lên. Căn cứ xích ngạch Bạch Hổ nói, năm đại vương giả, phân tán năm khu vực, riêng phần mình trấn thủ một phương, chưa từng lui tới, làm sao đều đến trong một cái sơn động. Nhân loại đi vào, chúng ta hội tụ, một là thảo luận đối sách, thứ hai là thủ hộ cửa vào, không để cho người tùy tiện phát hiện. Khung Mộc Thanh Giao nói. Cửa vào. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Chẳng lẽ, lối vào khổng miếu ở trong sơn động này. Năm con thánh thú đều từ bên trong đi ra, nếu thủ hộ. Chẳng lẽ cửa vào ở đây? Vâng. Khung Mộc Thanh Giao gật đầu. Năm đó khổng sư bắt chúng ta đến, trấn thủ nơi đây, chính là muốn thủ hộ cửa vào, không để cho người tùy tiện tìm được, xem như tăng thêm khảo nghiệm cho bọn hắn. Khổng sư bắt bọn ngươi đến. Trương Huyền nhíu mày, nhịn không được nhìn qua, tràn đầy nghi ngờ. Các ngươi gặp qua khổng sư. Khổng sư biến mất khỏi danh sư đại lục chừng vài vạn năm. Mặc dù tuổi thọ của thánh thú mạnh hơn nhân loại, nhưng tuyệt đối không có khả năng sống lâu như vậy, nếu không, khẳng định đã sớm một đống lão gia hỏa, nhân loại cũng chống lại không được. Đã như vậy, bọn chúng nói gặp qua khổng sư, có ý tứ gì? Chương 3246, Không gian ma mạc 1. Đương nhiên gặp qua, khổng sư rời đi thời gian lại không dài. Khung Mộc Thanh Giao một bộ đương nhiên nói. Thời gian không dài. Một ý nghĩ kỳ quái xông ra, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Khổng sư rời đi nơi này bao lâu? Chỉ hơn 400 năm nha. Khung Mộc Thanh Giao suy nghĩ một chút nói. Quả nhiên, toàn thân Trương Huyền chấn động. Vừa rồi tên này nói bị khổng sư bắt, hắn liền suy đoán, nơi này tốc độ thời gian trôi qua có thể khác ngoại giới. Nếu không khẳng định đã sớm hóa thành một đống bạch cốt. Giờ phút này nghe nói như thế, rốt cục xác nhận. Khổng sư rời danh sư đại lục, dựa theo thời gian tính toán, không sai biệt lắm hơn 4 vạn năm, nhưng nơi này mới hơn 400 năm, chẳng phải biểu thị. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới so sánh, là 1/100. Nói cách khác, nơi này qua một ngày, ngoại giới sẽ qua 100 ngày. Loại thời giờ này trở nên chậm. Nếu như dùng ở trên người cổ thánh,
hoàn toàn có thể để tuổi thọ của hắn kéo dài thật lớn, không đến mức dựa vào ngủ say mới có thể sống sót. Không đúng, ta lĩnh ngộ thời gian chân dài, nếu như nơi này thật khác biệt thời gian phía ngoài, hẳn có thể thấy được. Vì sao mày may không phát hiện? Ngay sau đó Trương Huyền nhăn mày. Hắn lĩnh ngộ thời gian đã không phải như trước đó không biết gì cả, nếu tốc độ thời gian nơi này hoàn toàn khác biệt ngoại giới, khẳng định có thể phát giác được, bây giờ lại không có chút cảm giác nào, làm sao có thể? Trước mặc kệ, chỉ sợ những sự tình này, tìm được Khổng Miếu mới có kết quả. Suy tư một hồi, nghĩ không ra nguyên nhân, Trương Huyền lắc đầu, không còn dầu dĩ. Mang ta đi nhìn cửa vào một chút. Khung Mộc Thanh Giao dẫn đường. Sơn động bao la, ở giữa là cái cửa hang lớn, bên trong dung nham cuồn cuộn, cho người ta một loại cảm giác vạn vật đều có thể hòa tan. Đây là, cửa vào. Trương Huyền sững sờ. Thấy thế nào cũng giống như miệng núi lửa, Khổng Miếu ở trong này. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, lúc trước Khổng Sư để chúng ta thủ hộ nơi này, hẳn là thông đạo đi tới Khổng Miếu. Khung Mộc Thanh Giao giải thích. Khổng Sư làm việc, giống như linh dương móc sừng, không có dấu vết tìm kiếm, không phải bọn chúng có thể phỏng đoán. Trương Huyền nhíu mày, Minh Lý chi nhãn nhúc nhích, nhìn một vòng, cũng không nhìn ra cái gì, Trương Huyền đành phải gật gật đầu. Các ngươi trước tiến vào không gian gấp, đây có phải thông đạo hay không, vào xem là biết. Biết ở chỗ này chờ, mãi mãi cũng điều tra không ra, bàn tay Trương Huyền vồ một cái, thu chúng vào không gian gấp, thân thể nhảy lên, thẳng tắp chui vào. Thân thể của hắn ngay cả thiên hỏa cũng không thể thiêu hủy, mặc dù dung nham cực nóng, nhưng đối với hắn mà nói, đã không còn bất kỳ ảnh hưởng gì. Lặn xuống một lát, một cái phong ấn giống như địa quật xuất hiện ở trước mắt, nhẹ nhàng nhoáng một cái, chui vào. Phần phật. Sau một khắc, Trương Huyền đầu váng mắt hoa, đã đi tới một chỗ khác hoàn toàn khác biệt. Trước đó vị trí của năm đại thánh thú là một mảnh rừng rậm, cây cối rậm rạp, mà nơi này thì là một sa mạc. Mặt đất nổi lên cảm giác cực nóng, mênh mông bát ngát, không nhìn thấy phần cuối. Cổ tay khẽ đảo, Khung Mộc Thanh Giao xuất hiện ở trước mắt. Đây là cửa vào ngươi nói. Trương Huyền tràn đầy bất đắc dĩ. Cái sa mạc trước mắt này, hẳn là mặt không gian gấp khác, cùng Khổng Miếu tám xào tre cũng liên lạc không được a hát. Chương 3247, không gian ma mạc 2. Chẳng lẽ đi lầm đường? Chuyện này, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Khung Mộc Thanh Giao cũng sững sờ, tràn đầy nghi ngờ. Xem ra nó chưa từng tới nơi này bao giờ, cũng không biết chúng một mực thủ hộ lối vào, đằng sau sẽ là cảnh tượng như vậy. Chủ nhân, toàn bộ rừng rậm ta đều đã tìm qua, chỉ có một cửa vào. Nơi này có thể cũng là Khổng Sư cố ý lưu lại khảo nghiệm, muốn tìm được Khổng Miếu, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm lối vào hay không. Suy tư một chút, Khung Mộc Thanh Giao nói. Cũng chỉ có khả năng này. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Loại trừ như vậy, thật nghĩ không ra khả năng khác. Vùng sa mạc này, có lẽ giống như rừng rậm trước đó, tìm được cửa vào mới có thể đi vào tầng tiếp theo, mà Khổng Miếu chân chính, lại không biết ẩn giấu tầng mấy. Bất quá thời điểm tới cũng đã biết, Khổng Miếu không dễ dàng tìm kiếm, lúc này tùy tiện tuyển cái phương hướng, ngồi ở trên lưng Thanh Giao nhanh chóng tiến lên. Sa mạc khô hanh cực nóng, một bóng người cũng không có, bay chưa tới một canh giờ. Một người một thú liền cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, bờ môi khô nứt. Có gì đó quái lạ. Đứng ở trên đất cát cực nóng, Trương Huyền cau mày. Dựa theo thực lực của bọn hắn, đừng nói chỉ là sa mạc, xem như nằm ở trong dung nham, một canh giờ cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, chớ nói chi là mất nước quá nhiều. Nhìn một hồi, phát hiện không gian nơi này không giống ngoại giới, coi như lấy lực lượng của hắn, cũng sẽ không ngừng tiêu hao lượng nước. Tiêu hao thể năng, Trương Huyền lần nữa bay lên. Xem ra đây không phải sa mạc bình thường, nhất định phải nhanh tìm được cửa vào, nếu không làm không cẩn thận, thực sẽ chết ở chỗ này. Lấy ra linh dịch trước đó thu vào nhẫn, uống một ngụm, cảm giác hóa giải không ít, Trương Huyền tiếp tục đi phía trước. Lại bay nửa canh giờ, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện dấu chân. Là dấu chân nhân loại, chẳng lẽ đã có nhân loại đi vào? Trương Huyền tràn đầy nghi ngờ. Hắn giải quyết năm đại vương giả, mới đi vào nơi này, hơn nữa vị trí dung nham cực kỳ bí ẩn, tình huống bình thường, không nên có người phát hiện cũng tìm tới. Nhưng nơi này cách cửa vào xa như thế, lại có dấu chân, hơn nữa thoạt nhìn như mới vừa dẫm qua không lâu. Sẽ không phải có người ở trước hắn liền đi vào chứ? Đuổi theo nhìn một chút. Càng ngày càng kỳ lạ, Minh Lý chi nhãn lóe lên,
dọc theo quỹ tích dấu chân, nhanh chóng bay về phía trước. Thời gian không dài, quả nhiên để hắn phát hiện một đám người ở phía trước, chân khí tàn phá bừa bãi, khí tức như rồng, hình như đang chiến đấu với thứ gì. Ước chừng 17-18 người, quần áo cũng không thống nhất, thực lực cao nhất đạt đến tâm huyết lai triều, thấp cũng đến kim thân cảnh. Từng cái khuôn mặt trắng bệch, bờ môi khô nứt, thoạt nhìn so với hắn chán nản hơn nhiều. Cùng bọn hắn chiến đấu, là một cự nhân do hạt cát tạo thành, không có dung mạo, khí tức cường đại, đã tương đương bất hủ cảnh sơ kỳ. Nguyên nhân chính là như vậy, tuy đối diện rất nhiều người, lại không phải đối thủ, đánh mãi không xong. Phá! Đều là nhân tộc, Trương Huyền không làm được khoanh tay đứng nhìn, cốt long lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay, lực lượng toàn thân tập trung, bỗng nhiên đâm tới. Dầm! Chân khí tựa như lợi kiếm, lao nhanh về phía trước, cùng xa cự nhân đụng một cái, người sau lập tức bị xỏ xuyên, sinh mệnh lực nhanh chóng suy giảm, dầm một tiếng, rơi trên mặt đất, lần nữa biến thành cát vàng. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Mọi người thấy hắn một thương liền giải quyết xa cự nhân mà bọn họ không cách nào giải quyết, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cung kính. Các ngươi, làm sao tới được nơi này? Nhìn bọn họ bộ dáng chật vật, ở đây ít nhất mấy canh giờ, Trương Huyền tò mò hỏi. Chúng ta bị khổng miếu bắn ra quang mang bao phủ, tỉnh lại chính là chỗ này. Tiền bối, vì sao lại hỏi như vậy? Trong đám người vị cường giả tâm huyết lai triều kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chương 3248, xa cự nhân 1. Tỉnh lại ngay ở đây. Trương Huyền sững sờ. Hắn tỉnh lại đi vào rừng rậm, gặp năm đại vương giả, cũng thuần phục đối phương, đám người này tỉnh lại ở nơi này. Chẳng lẽ không chỉ mỗi người truyền tống vị trí khác biệt, tiến vào không gian cũng không giống. Khó trách không phát hiện được khí tức đám người Lạc Nhược Hy, thậm chí một người quen cũng không phát hiện. Trong rừng gặp không ít tu luyện giả, nhưng một người quen cũng không có, lúc ấy không cảm thấy cái gì, giờ phút này rốt cục ý thức được không đúng. Xem ra khổng miếu so với tưởng tượng còn muốn phức tạp. Vừa rồi xa cự nhân kia là chuyện gì xảy ra? Các ngươi ở đây đợi mấy canh giờ, có phát hiện địa phương bất thường gì không? Trương Huyền tiếp tục hỏi. Rừng rậm đâu đâu cũng có bảo bối, càng có sư phong, để cho người ta tăng lên tâm cảnh, nơi này lại khiêu chiến cực hạn của tu luyện giả. Cực nóng, khô hanh, hoàn toàn là hai thế giới. Bất quá mọi người đã truyền tống vị trí khác biệt, có lẽ nơi này cũng có cửa vào tương tự, chỉ cần đi vào, liền có thể đến một không gian khác, rời đi nơi đây. Xa cự nhân là sinh mệnh ở nơi này, chúng ta cũng là đi hơn hai canh giờ mới phát hiện, nó công kích chúng ta. Nếu không phải tiền bối tới, khả năng đã không kiên trì nổi. Cường giả tâm huyết lai triều không dám giấu giếm nói. Còn bất thường. Chúng ta không có phát hiện, có điều trên đường chúng ta gặp được mấy nhóm người, đều đang tìm kiếm ốc đảo, cũng không biết tìm được chưa. Ốc đảo. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Không sai, đã có sa mạc, tự nhiên sẽ có ốc đảo. Muốn nói cửa vào ở nơi nào, chỉ sợ khẳng định liên quan đến nơi này. Vừa rồi xa cự nhân kia, các ngươi là làm sao dẫn ra. Rõ ràng điểm ấy, Trương Huyền mỉm cười, nhìn lại mọi người. Chúng ta không có dẫn nó. Mà là mọi người mệt nhọc, ngồi tại chỗ lấy nước uống, tên này đột nhiên xuất hiện, tiến hành công kích chúng ta. Cường giả tâm huyết lai triều nói. Lấy nước uống. Trương Huyền nhíu mày. Vừa rồi hắn cũng lấy ra nước, nhưng vì sao không có xuất hiện? Đúng vậy, có điều nơi này có chút cổ quái, uống nước nhiều hơn nữa cũng vô dụng, ngược lại càng ngày càng khát, càng ngày càng suy yếu. Cường giả tâm huyết lai triều cười khổ nói. Uống nước không có tác dụng. Trương Huyền nghi ngờ, cổ tay khẽ đảo, một hồ lô nước xuất hiện ở trong lòng bàn tay, uống một ngụm, quả nhiên cảm giác càng ngày càng khát, phảng phất như tưới nước lên hỏa diễm nhiệt độ cao, trong cơ thể bất cứ lúc nào cũng sẽ thiêu đốt. Thu nước bình thường về nhẫn, lần nữa lấy ra linh dịch trước đó ở trong rừng lấy được, ngửa đầu uống một ngụm, lập tức cảm thấy lỗ chân lông toàn thân mở rộng, cảm giác khát nước tiêu tán, sảng khoái không nói ra được. Thì ra là thế. Con mắt Trương Huyền sáng lên. Xem ra nơi này uống nước không có một chút tác dụng nào, mà hữu dụng là bổ sung linh dịch. Tiền bối, linh dịch của ngươi, có thể cho chúng ta, một chút hay không? Tuy mọi người thực lực không bằng Trương Huyền, nhưng đều là cao thủ, sức quan sát kinh người, vừa rồi hắn uống một hớp, bờ môi khô nứt, nhưng uống linh dịch xong, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Ngu nữa cũng rõ ràng, những linh dịch này có thể giảm bớt tình huống hiện tại của bọn họ. Muốn linh dịch, không?
dù sao hắn có rất nhiều, Trương Huyền vừa định nói không có vấn đề, trong lòng đột nhiên động một cái. Trước không vội, các ngươi mới vừa nói, thời điểm uống nước, đưa tới xa cự nhân đúng không? Mọi người gật đầu. Như vậy đi, các ngươi biểu thị tình cảnh uống nước vừa rồi lần nữa, nhất thiết không thể bỏ qua chi tiết, nếu như có thể dẫn tới xa cự nhân, có lẽ chúng ta có thể nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nghĩ tới đại gia hỏa vừa rồi yếu như vậy, một thương liền đâm chết, bây giờ muốn tìm được ốc đảo, phạm vi lớn như thế, mù quáng tìm kiếm khẳng định không được, chỉ có thể dựa vào những gia hỏa sinh trưởng ở địa phương. Mà muốn dẫn đối phương tới, cũng chỉ có thể dựa vào phương pháp của những người này. Nếu không sẽ giống như hắn lúc trước, đi hơn một canh giờ cũng không phát hiện thứ gì. Chuyện này. Chương 3249, xa cự nhân 2. Mọi người không ngốc, nghe nói như thế, nhất thời phản ứng lại, gật gật đầu. Vâng. Thấy bọn họ đồng ý, Trương Huyền thu hồi long cốt thần thương, khí tức trên người khôi phục như lúc ban đầu, để cho người ta thoạt nhìn không khác kim thân cảnh. Phần phật. Làm xong những thứ này, chỉ thấy qua trong đám người, một tu luyện giả cổ tay khẽ đảo, lấy ra một hồ lô nước. Tu vi đạt tới cảnh giới như bọn họ, người người đều có không gian giới chỉ, thức ăn nước uống, hầu như đều trường kỳ dự trữ, tùy thân mang theo không ít. Liên tục uống vào mấy ngụm, dường như cảm giác càng uống càng khát, tu luyện giả cực kỳ tức giận, ném hồ lô nước ra ngoài. Ùng ục ùng ục, dòng nước trong hồ lô chảy vào sa mạc, giống như nhỏ vào sôi dầu nóng hổi. Phát ra thanh âm xì xì xì, ngay sau đó bay lên vô số xương trắng. Rầm rầm rầm, xương trắng bay lên, thời gian không dài, mọi người liền nghe được thanh âm gấp rút chạy như điên, hai xa cự nhân to lớn chạy như bay đến. Đều là bất hủ cảnh sơ kỳ, tiền bối nhất định phải bảo vệ chúng ta. Sắc mặt mọi người biến đổi. Là vị tiền bối này để cho bọn họ dẫn tới, tuy bọn họ nhân số nhiều, lại không chống lại được. Yên tâm. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, con mắt sáng lên, cũng không lấy ra long cốt thần thương, mà dưới chân nhảy lên, thẳng tắp vò tới xa cự nhân. Năm ngón tay của Trương Huyền mở ra, bỗng nhiên đè ép xuống. Phần phật, chân khí mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ một cự nhân ở bên trong. Giống, cự nhân dường như có ý thức của mình, biết bị bao phủ, tràn đầy lo lắng, nắm đấm to lớn nâng lên, nghênh đón tiếp lấy. Gió lốc quét sạch, đất cát nâng lên. Mặc dù thực lực của nó rất cường đại, để mọi người bó tay toàn tập, nhưng đối với Trương Huyền mà nói, vẫn quá yếu. Liên tục mấy quyền cũng không phá vỡ phòng ngự, còn cự nhân thứ hai cũng phát hiện Trương Huyền lợi hại, vội vàng vọt tới, muốn trợ giúp đồng bạn. Cùng một chỗ lưu lại đi. Trương Huyền thẹn nhàng cười một tiếng, cái tay còn lại bay xuống. Lạch cạch, con cự nhân thứ hai cũng bị đè xuống đất, không thể động đậy. Thần phục ta, có thể tha các ngươi không chết. Khống chế lại hai đại gia hỏa, Trương Huyền hừ lạnh một tiếng. Giống. Hai xa cự nhân giống như nghe không hiểu hắn, phát ra tức giận gào thét, tiếp tục lôi kéo chân khí chung quanh. Không nghe lời, hừ, vậy thì thử thủ đoạn của ta một chút. Thấy đối phương không để ý tới mình, Trương Huyền híp mắt lại, cong ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí thẳng tắp đâm tới. Trước cho chút lợi hại, để cho bọn họ biết thực lực của mình, sau đó mới có thể nghĩ biện pháp thuần phục. Thuần phục linh thú chính là dùng phương pháp này, điên cuồng đánh một trận, sau đó cho cái mứt táo. Tuy xa cự nhân thoạt nhìn ngốc ngốc, hẳn cũng tuân thủ định luật này. Ông, kiếm khí đâm tới, vốn cho rằng sẽ cho đối phương một bài học, lại thấy hai xa cự nhân bị đâm thủng đầu, đồng thời đung đưa. Rầm, tiêu tán ra, lần nữa biến thành một đống cát vàng. Sát, khóe miệng Trương Huyền co giật, ngây ra như phỗng. Chương 3250, ốc đảo xuất hiện một. Vốn nghĩ giống như thánh thú trước đó ở trong rừng gặp phải, thuần phục một con, để bọn chúng mang theo mình đi tìm ốc đảo, không nghĩ tới yếu ớt như vậy, tiện tay một kiếm, không những không xuất hiện tác dụng cảnh cáo, còn đánh nổ. Biến thành hạt cát, xem như hắn cũng không có cách nào khôi phục a hát. Cái linh tính này, quá yếu đi. Trương Huyền xoa xoa mi tâm, vẻ mặt im lặng. Còn tưởng hai đại gia hỏa này giống như thánh thú. Khó mà đối kháng, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền giết. Linh tính so với những bảo vật hắn khải linh kia còn nhỏ yếu hơn nhiều. Các ngươi, có thể lại nghĩ biện pháp dẫn tới vài con hay không? Vẻ mặt Trương Huyền xấu hổ nhìn lại. Thật vất vả dẫn tới, tin tức gì cũng không có đạt tới, liền bị đùa chơi chết. Lần sau nhất định phải chú ý.
Được. Mọi người gật đầu. Lần này một tu sĩ lấy ra hồ lô, không uống trực tiếp ném ra ngoài. Dòng nước chảy vào sa mạc, tựa như bốc cháy lên xương trắng, đáng tiếc không có xa cự nhân tới. Hẳn là phải uống nước mới được. Chờ hồi lâu không có tác dụng, Trương Huyền nói. Người này bất đắc dĩ gật đầu, lần nữa lấy ra một hồ lô, ngửa đầu uống vào mấy ngụm. Nước không uống còn tốt, càng uống càng khát, cả người giống như muốn bốc khói, cố nén cảm giác hôn mê trong đầu, lần nữa ném hồ lô ra. Cô cục cục. Dòng nước đi vào sa mạc, quả nhiên giống như trước đó, lần nữa chạy tới hai xa cự nhân, tu vi bất hủ cảnh sơ kỳ, trí tuệ không cao. Trương Huyền hít sâu một hơi, lần nữa tới đón, lần này không dám dùng lực lượng quá mạnh, chỉ vây khốn đối phương. Hai xa cự nhân không ngừng công kích, thủy chung không phá nổi chân khí. Linh hồn lục soát. Trương Huyền không tấn công, mà vận dụng linh hồn lực. Ở tưởng ra xem tất cả thư tịch, tu luyện linh hồn tới tình trạng chân giải. Lại thêm đạt được vu hồn sư truyền thừa, siêu hồn đối với hắn mà nói đã không tính lạ lắm. Chỉ bất quá sự tình này không hợp thiên đạo, bình thường rất ít sử dụng mà thôi. Trước mắt loại xa cự nhân này, khác biệt sinh mệnh bình thường, lục soát thoáng cái cũng không sao. Phần phật, linh hồn đi vào hạt cát, như đi vào đêm tối, loáng thoáng nhìn thấy một tia sáng to như hạt đậu chiếu rọi ở chỗ sâu nhất. Đây là phương pháp khải linh. Lông mày Trương Huyền nhăn lại. Trước đó liền cảm thấy, những xa cự nhân này có chút đần độn, không nghĩ tới lại là khải linh sư sử dụng khải linh đồ vật. Khó trách quá yếu, đồ vật sau khi khải linh, coi như cấp bậc ở đó, sức chiến đấu cũng kém rất nhiều. Giống như Vương Dĩnh lúc trước, khải linh tất cả danh sư đường, nhưng sức chiến đấu vẫn có hạn. Không đúng, đây đều là hạt cát bình thường. Hạt cát bình thường, sau khi khải linh nắm giữ thực lực bất hủ cảnh sơ kỳ. Đột nhiên Trương Huyền sửng sốt. Những xa cự nhân này, mặc dù đần độn, thực lực lại không thể nghi ngờ, bằng không thì cũng không có khả năng đánh mười mấy người này không hề có lực hoàn thủ. Trước đó liên tục chém giết mấy đầu, sau khi linh tính biến mất, cự nhân biến thành cát bình thường. Chương 3251, ốc đảo xuất hiện 2. Nói cách khác, trong sa mạc này, không biết thứ gì có thể khải linh cho hạt cát bình thường, thậm chí để nó ở sau khi khải linh, nắm giữ thực lực bất hủ cảnh. Cũng quá đáng sợ đi. Coi như hắn hiện tại, khải linh chi thuật thiên hạ vô song, khải linh sư công hội hội trưởng cũng là học sinh của hắn. Cũng nhiều nhất chỉ có thể khải linh cho bảo vật đã có hình thể, không có hình thái, thành công cũng không làm được, chớ nói chi là để hắn nắm giữ thực lực đại thánh. Bành! Trong lòng suy tư, lực lượng linh hồn không có nặng nhẹ, linh tính lập tức giãn nứt, hai xa cự nhân lần nữa biến thành cát, rơi trên mặt đất. Tiến lên nhìn một lần. Phát hiện quả thực là cát bình thường, Trương Huyền nhìn quanh một vòng, híp mắt lại. Những vật này là bị khải linh, như vậy khải linh giả khẳng định biết phương vị cửa vào. Chỉ cần tìm được, chẳng khác nào tìm được lối ra thế giới này. Chỉ bất quá làm sao mới có thể tìm được khải linh giả. Phương hướng xa cự nhân xuất hiện, hẳn là phương vị của khải linh giả. Trương Huyền suy tư phút chốc, chợt hiểu ra. Hắn khải linh, cần chạm đồ vật bị khải linh, tuy không biết tên này có cần hay không. Nhưng phương hướng xa cự nhân xuất hiện, nhất định có liên quan đến. Mọi người đi theo ta. Nghĩ đến cái này, Trương Huyền không do dự nữa, dẫn dắt mọi người nhanh chóng bay về phía cự nhân xuất hiện. Đi hơn 10 phút, Trương Huyền ngừng lại, hoàn cảnh bốn phía cùng trước đó không có gì khác nhau, đều là cát vàng. Lại uống một lần. Trương Huyền quay một vòng, phát hiện không có bất kỳ manh mối gì, liền tiếp tục dặn dò. Nghe nói như thế, khóe miệng mọi người đều co giật. Từng cái mặt như mướp đắng. Người có linh dịch không cho chúng ta uống, còn để chúng ta uống nước. Uống nhiều quá, thật sẽ chết khát. Tuy buồn bực, nhưng cũng biết chỉ có đi theo sau lưng người trước mắt, mới có thể đi địa phương quỷ quái này, nên không nói nhảm, lần nữa có người lặp lại động tác trước đó. Rất nhanh, hai xa cự nhân từ một phương hướng khác đi tới. Khí tức của hai cự nhân này, rõ ràng so với vừa rồi càng thêm cường đại, tuy là bất hủ cảnh sơ kỳ. Nhưng sức chiến đấu lại tăng lên một chút, linh trí cũng cao hơn một chút. Biết không cách nào thuần phục, tiện tay đánh giết, Trương Huyền mang theo mọi người dọc theo phương vị xa cự nhân xuất hiện, tiếp tục tiến lên. Lại đi hơn 10 phút, lần nữa để người lặp lại quá trình, lại có xa cự nhân xuất hiện, lần này cự nhân đã nắm giữ sức chiến đấu bất hủ cảnh trung kỳ. Xem ra càng đến gần khải linh giả, thực lực của xa cự nhân càng mạnh. Xác định suy đoán, con mắt Trương Huyền sáng lên.
tiếp tục tiến lên, một khi không cách nào xác định phương vị, sẽ để người sử dụng phương pháp trước đó. Liên tục vài chục lần, thực lực của Sa Cự Nhân đã đạt đến bất hủ cảnh hậu kỳ. Bất quá đến loại lực lượng này, phảng phất như đến phần cuối, không có cách nào tăng trưởng. Hơn 10 phút trước là loại thực lực này, hiện tại tương đồng, cả hai hợp thành một đường thẳng. Như vậy Khải Linh giả hẳn là ở chính giữa hai điểm. Mắt Trương Huyền sáng lên. Khải Linh là lấy linh hồn làm môi giới, đã như vậy, chỉ cần Khải Linh giả không di động, linh hồn sẽ hiện vòng tròn tỏa ra ngoài, Sa Cự Nhân ở hai nơi Khải Linh, thực lực tương đồng, nói rõ cấp cho lực lượng giống như, Khải Linh giả cách hai vị trí này, hẳn là cũng giống nhau. Đi. Ở trong đầu xác định vị trí, Trương Huyền nhanh chóng phóng về phía trước. Không biết bao lâu, thời điểm tất cả mọi người không kiên trì nổi, cảm giác miệng khô lưỡi nóng, một thanh âm bất ngờ vang lên. Mau nhìn, phía trước có một ốc đảo. Trương Huyền vội vàng nhìn về phía trước, quả nhiên thấy một màu xanh đứng sừng sững ở nơi xa, thanh thúy chói mắt. Chương 3252, ao nước cổ quái 1. Diện tích ốc đảo không lớn, chỉ có mấy chục mẫu, một hồ nước như thủy tinh khảm nạm trong đó, tựa như bảo thạch trên vương miện, chói lóa mắt, một cây đại thụ cắm rễ ở bờ nước, cành lá rậm rạp, che ra một mảnh mát mẻ. Quả nhiên có ốc đảo. Có nước. Ta muốn uống nước. Mọi người cũng kìm nén không được, vội vã vào tới. Đừng vội. Lông mày Trương Huyền nhíu một cái, vội vàng hô lên. Bất quá lúc này mọi người nào còn quan tâm được lời của hắn, từng cái tròng mắt đỏ hoe, thẳng tắp đi tới trước mặt hồ nước, nâng lên nước ao uống liền. Tiền bối, có cái gì không đúng sao? Cường giả tâm huyết lai chiều lúc trước nghi ngờ nhìn qua. Tuy vị trước mắt này vì thu hút Xa Cự Nhân, một mực không cho bọn hắn uống linh dịch, nhưng quả thực mang theo bọn họ tìm được ốc đảo, lại thêm thực lực bản thân mạnh mẽ, có lẽ nhìn ra cái gì mới muốn ngăn cản mọi người. Không có gì, chẳng qua cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Trương Huyền lắc đầu, giải thích nói. Chúng ta có thể tìm tới nơi này, người khác khẳng định cũng có thể. Rõ ràng có dấu chân tới, nhưng không thấy tung tích, bọn họ đi nơi nào. Hắn ở trong rừng rậm chậm trễ mấy cái giờ. Như vậy cũng có thể tìm tới ốc đảo, những người khác cũng nhất định có thể. Dù sao có thể đi vào khổng miếu, đều được cho một phương đại lão, cũng có thể phát hiện Sa Cự Nhân đặc thù, từ đó tìm tới nơi này. Nhưng những người này đâu? Thật là có dấu chân. Cường giả tâm huyết lai chiều sửng sốt một chút, vội vàng nhìn lại, quả nhiên ở trong cát vàng trước mặt ốc đảo, thấy được dấu chân nhàn nhạt, chỉ bất quá bị gió cát vùi lấp, đã có chút không rõ rệt. Quá tốt rồi, nước này hữu dụng. Uống xong liền hết khát. Mấy người xông vào ốc đảo, nếm qua nước ao, hưng phấn kêu to. Bọn họ mang theo nước, càng uống càng khát, không có chút tác dụng, sớm đã khát nước khó nhịn, sắp thiêu đốt. Ta thử một chút, thấy có thể giải khát, người còn lại tràn đầy hưng phấn, cũng vội vàng đi tới trước mặt, nâng nước ao lên, vừa định uống, liền thấy trung niên nhân mới vừa uống nước, trong ánh mắt chảy ra máu tươi, không ngừng run rẩy, trên người toát ra khói trắng. A hát! Hắn kêu thảm một tiếng, giống như bị thứ gì ghìm chặt cái cổ, liên tục lăn lộn ở trên mặt đất. Bất quá càng lăn lộn, toát ra khói càng nhiều, tựa như lúc nào cũng sẽ thiêu đốt. Ta! Không chỉ người này ngã xuống đất, ba người vừa mới xông lại uống nước cũng ngã trên mặt đất, giống như đối phương, trên người không ngừng bốc khói, tựa như thừa nhận đau khổ to lớn. Nguy rồi! Trương Huyền sầm mặt lại, vội vàng đi tới trước mặt, ngón tay điểm tới. Một đạo chân khí tinh thuần bắn ra, muốn ngăn cản thiêu đốt, có điều còn không có tiếp xúc thân thể đối phương, thân ảnh không ngừng lăn lộn trước mắt vỡ vụn, biến thành một bãi cát vàng. Chuyện này, tất cả mọi người sợ tới mức đồng thời lui về phía sau mấy bước, từng cái khuôn mặt trắng bệch. Nếu như người trước mắt này sau khi thiêu đốt, biến thành tro tàn, hoặc hài cốt còn có thể tiếp nhận. Tới khổng miếu thám hiểm, đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Nhưng trực tiếp biến thành cát vàng, chuyện gì xảy ra? Người chết rồi biến thành cát, chẳng lẽ xung quanh sa mạc lớn như thế, đều là do hài cốt người chết tạo thành. Tưởng tượng liền cảm thấy kinh khủng, từ nội tâm sinh ra sợ hãi. Tiền bối, cứu ta, cứu ta. Cái thứ nhất biến thành cát vàng, ba cái đằng sau đều lộ ra sợ hãi nồng đậm. Vốn nghĩ đi vào di tích khổng miếu, có thể đạt được chỗ tốt, đột phá ràng buộc, nằm mơ cũng không ngờ tới, tử vong tiếp cận như vậy. Trương Huyền cũng khiếp sợ, chẳng qua lúc này. Không phải thời điểm nghĩ những thứ này, vội vàng đi tới trước mặt ba người, ngón tay chỉ ra, chân khí dọc theo kinh mạch tràn vào trong cơ thể ba người.
Dầm. Chân khí vừa tiến vào, lập tức cảm thấy trong cơ thể của bọn họ, một đoàn hỏa diễm cực nóng đang không ngừng nhảy lên, tựa hồ muốn đốt hắn thành cho bụi. Chương 3253, ao nước cổ quái 2. Hừ. Lông mày Trương Huyền nâng lên, chân khí vọt tới ngọn lửa. Xì xì xì. Va chạm với ngọn lửa, Trương Huyền lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại kéo tới, như muốn thiêu đốt chân khí của mình lên. Phá. Lực lượng điên cuồng tuôn ra, cả người Trương Huyền kim quang lập lòe, như một kim tượng di động, thiên đạo chân khí quét sạch xuống. Chân khí, thân thể, linh hồn của hắn, ngay cả chí tôn thiên hỏa cũng có thể thừa nhận, hỏa diễm trong cơ thể đối phương, mặc dù cổ quái, nhưng còn không đả thương được mảy may. Hô! Chân khí tuôn ra, ngọn lửa bị diệt, ba người đi qua quỷ môn quan một chuyến, từng cái khuôn mặt trắng bệch, xoay người quỳ mọp xuống đất, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đa tạ tiền bối cứu mạng. Không cần khách khí. Trương Huyền khoát tay áo, lúc này mới nhìn quanh một vòng. Nơi này có chỗ quái dị, mọi người đừng có lưu lại, trước lui ra ốc đảo đi. Không cần hắn nói, mọi người cũng đều sợ hãi. Chết, không cảm thấy cái gì, nhưng bị đốt thành cát vàng. Ngay cả xương cốt cũng không còn, đổi lại bất luận người nào cũng sẽ cảm thấy kinh hoàng, không rõ ràng cho lắm. Chờ mọi người lui ra ốc đảo, Trương Huyền đi tới trước mặt gia hỏa mới vừa rồi bị đốt thành cho bụi, tiện tay nhặt lên hạt cát trên đất nhìn kỹ. Người này bị đốt sạch sẽ, ngay cả y phục cũng không còn lại, không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không dám tin tưởng, người có thể biến mất triệt để như vậy. Tiền bối, làm sao bây giờ? Cường giả tâm huyết lai triều đi tới trước mặt, cũng nghiên cứu một hồi, nhưng không có nhìn ra cái gì, đành phải nhìn qua. Những linh dịch này, đưa cho mọi người uống. Cổ tay Trương Huyền rung lên, ném ra mấy cái hổ lô nước. Đây là hắn ở rừng rậm thu linh dịch, lúc trước uống qua, có thể tạo được tác dụng giải khát. Vừa rồi không cho mọi người, là muốn dẫn xa cự nhân tới, tìm được nơi này, bây giờ đã đến, liền không cần thiết tiếp tục che giấu. Đa tạ tiền bối. Nhận lấy linh dịch, mọi người uống xong, quả nhiên không có miệng đắng lưỡi khô như lúc trước, từng cái nhìn qua tràn đầy cảm kích. Không để ý tới mọi người. Trương Huyền xem xong hạt cát, dọc theo ao nước, chậm rãi đi vòng. Hồ nước trước mắt mang theo hàn khí, đứng ở bên cạnh, không thấy cảm giác nóng mảy may, nước cũng cực kỳ trong suốt, cùng hỏa diễm vừa rồi đốt người thành cho bụi, thoạt nhìn không có chút quan hệ. Quay một vòng, cũng không phát hiện đặc thù gì, cũng không có động vật khác, Trương Huyền đi tới trước mặt, bàn tay duỗi ra, giống như những người khác, nâng nước ở trong lòng bàn tay. Tiền bối cẩn thận, thấy hắn tiếp xúc nước. Tất cả mọi người giật nảy mình. Không sao. Trương Huyền mỉm cười. Thân thể của hắn ngay cả chí tôn thiên hỏa cũng không thể tổn thương, coi như đoàn hỏa diễm kia lại xuất hiện cũng vô dụng. Nước ở lòng bàn tay, nhìn một hồi, Minh Lý chi nhãn cùng thần thức đều quét qua, nhưng không phát hiện vấn đề, Trương Huyền nhíu mày, nâng bàn tay lên, giống như những người kia uống vào. Tiền bối. Tiền bối cẩn thận. Vẻ mặt mọi người trắng bệch, đồng thời giật nảy mình. Lúc trước người kia uống nước liền chết, vị nếu tiền bối này xảy ra chuyện, bọn họ nên làm cái gì? Chương 3254, cây biết giết người, 1. Nước đi vào trong cơ thể, quả nhiên mang theo tác dụng giải khát, yên tĩnh đứng tại chỗ, tinh thần của Trương Huyền tập trung cao độ, một khi phát hiện trong cơ thể xuất hiện hỏa diễm, sẽ lập tức xử lý. Bất quá chờ giây lát, không có biến hóa chút nào, tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trương Huyền đứng dậy, lông mày nhăn thành cục. Xuất hiện hỏa diễm, liền có khả năng tìm ra căn nguyên, giải quyết triệt để, nhưng không có cái gì, ngược lại làm cho hắn không biết làm sao. Chẳng lẽ giống như Hoàng Tuyền Thủy ở Bạch Khê Sơn, đối với những người khác có độc, đối với hắn mà nói, không tính là gì. Tiền bối, ngươi không có việc gì chứ? Thấy hắn đứng dậy, không bốc khói, cũng không có xuất hiện kêu thảm, mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cường giả tâm huyết lai chiều nhìn không được nhìn qua. Không có việc gì. Trương Huyền gật đầu. Không có việc gì liền tốt, vừa rồi tận mắt thấy một người sống sờ sờ biến thành cát, tất cả mọi người sợ hãi. Nếu không phải cùng hắn một đường đi tới, còn tưởng rằng là xa cự nhân ngụy trang. Cường giả tâm huyết lai chiều nhìn không được cảm xúc. Xa cự nhân ngụy trang, người chết cháy biến thành hạt cát. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại, nhớ tới cái gì, vội vàng nhìn qua. Lúc trước có phải các ngươi nói, đi tiếp cận 2 canh giờ. Mới phát hiện xa cự nhân, mà không phải vừa đến liền gặp được. Vâng,
Cường giả tâm huyết lai triều gật đầu. Bọn họ từ khúc phụ rời đi, vừa tỉnh dậy là đến nơi này, lúc trước không có bất kỳ nguy hiểm gì, thẳng đến sau hai canh giờ mới thấy được Xa Cự Nhân, những sự tình này mới vừa gặp mặt đã nói, không tính bí mật. Hai canh giờ, mới gặp được Xa Cự Nhân, có thể những cự nhân kia, trên thực tế chính là tu luyện giả bị thiêu chết không? Ánh mắt Trương Huyền lóe lên. Di tích mở ra, hai canh giờ mới xuất hiện thứ này, có khả năng có cường giả, hao tốn hai canh giờ tìm tới nơi này, thành nhóm vật hy sinh đầu tiên, sau đó biến thành Xa Cự Nhân. Tu luyện giả chết cháy. Mọi người đều ngẩn ngơ. Vừa nói như vậy, thật là có khả năng. Vừa rồi vị đồng bạn kia chết rồi, biến thành hạt cát, giống Xa Cự Nhân như đúc. Có phải hay không, thử một chút thì biết. Trương Huyền híp mắt lại, lần nữa đi tới bên cạnh người mới vừa rồi bị thiêu chết, ngón tay điểm ra, tiếp xúc hạt cát. Phần phật. Trong nháy mắt, ý niệm cả người đi vào đêm tối. Quả nhiên. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, con mắt sáng lên. Hắn dùng chính là bí pháp khải linh, trước mắt xuất hiện đêm tối, nói rõ hạt cát có khả năng khải linh. Tinh thần tập trung, một đám lửa thiêu đốt ở trong cơ thể đối phương, cắt ra đêm tối. Rầm. Cát vàng trên mặt đất chậm rãi đứng lên, biến thành một Xa Cự Nhân to lớn, bất quá chỉ có thực lực kim thân cảnh. Khó trách, khải linh cát, cũng có thể nắm giữ sức chiến đấu bất hủ cảnh. Trương Huyền hiểu ra. Lúc trước liền nghi ngờ, vì sao cát bị khải linh, sẽ có sức chiến đấu cường đại như thế, hiện tại xem ra những người khổng lồ này, thoạt nhìn là cát, trên thực tế là thi thể người sống. Nói cách khác, những người khổng lồ chiến đấu với hắn kia, trên thực tế đều là cường giả ở đây, bị đốt thành hạt cát. Hắn một mực chiến đấu với người chết. Đã như vậy, vị khải linh sư kia ở nơi nào? Rõ ràng chuyện gì xảy ra, Trương Huyền nhìn lại bốn phía. Chương 3255, cây biết giết người, 2. Căn cứ lúc trước suy tính, khải linh sư này, nhất định ở trên ốc đảo, nhưng nơi này chỉ có một hồ nước, vô số cỏ xanh cùng một cây đại thụ, đến cùng trốn ở nơi nào. Ta nhất định phải chạm đến hạt cát mới có thể khải linh. Đối phương đến cùng làm sao làm được, cách xa nhau mấy chục cây số, thậm chí trên trăm cây số, cũng có thể làm cho hạt cát sống lại, tiến hành công kích đối thủ. Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Tuy tìm được manh mối, biết không ít đồ vật, nhưng tình huống trước mắt vẫn quá bí ẩn, để cho người ta không rõ ràng cho lắm. Không tìm được vị khải linh sư kia, thì không thể tháo ra bí ẩn, tìm được đường ra sa mạc. Hắn đã nhìn kỹ, nước hồ trong suốt thấy đáy, cũng không có thông đạo. Nói cách khác, nơi này không phát hiện lối ra. Vừa rồi người kia uống nước, bị đốt thành hạt cát, ta uống nước lại không vấn đề. Cháy thành hạt cát mới có thể khải linh, vấn đề nhất định ở trên nước. Nghĩ không ra đến cùng xảy ra chuyện gì, lần nữa ánh mắt tập trung ở trên mặt nước. Chỉ có uống nước mới có thể cháy thành hạt cát, mới có thể bị khải linh khống chế. Căn nguyên là nước, chỉ cần biết rõ ràng thứ này, đến cùng là làm sao để cho người ta biến thành cho tàn, sẽ biết vị khải linh sư kia ở nơi nào. Lần nữa nâng nước lên, nhìn một lát, vẫn không có phát hiện cái gì, vừa định từ bỏ, cảm thấy một cơn gió thổi tới, đại thụ cách đó không xa cành lá rầm rầm vang vọng. Hô! Trên cây nở rộ một chút sơ bông tràn đầy lông tơ, gió nhẹ thổi, lọt vào hồ nước, trôi lơ lửng ở mặt nước, thời gian không dài, tựa như là chất lỏng, hòa tan trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là thứ này? Ánh mắt sáng lên, vội vàng đi tới trước mặt đại thụ, bàn tay duỗi ra, nhặt lên một mảnh lông tơ. Xì xì xì. Lập tức cảm thấy lòng bàn tay như có một đám lửa đang nhảy nhót, giống như lúc trước cứu ba người kia nhìn thấy. Quả nhiên. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc minh bạch. Khó trách lúc trước người uống nước sẽ đốt thành cho bụi, bản thân lại không sự tình. Nguyên nhân chủ yếu nhất ngay ở những lông tơ này. Chỉ cần uống nước mang theo lông tơ, sẽ bị đốt thành hạt cát, bị khống chế, biến thành Xa Cự Nhân. Thời điểm hắn điều tra nước, lông tơ đã hòa tan, tự nhiên cái gì cũng không phát hiện được. Tìm được nguyên nhân, khải linh sư kia ở nơi nào? Đi tới trước mặt đại thụ, nhìn quanh một vòng, trống rỗng, nửa cái bóng người cũng không có. Trương Huyền xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve cành cây, một lát sau mỉm cười. Nếu như không đoán sai, hẳn là ngươi đi. Nhìn về phía đại thụ, khóe miệng Trương Huyền nâng lên. Rầm rầm, cây cối ở dưới gió thổi, nhẹ nhàng lay động, dường như nghe không hiểu lời này là ý gì. Không thừa nhận thì thôi. Trương Huyền khẽ đảo cổ tay, yêu dị huyền đao xuất hiện,
hàn mang chợt lóe, thẳng tắp chém qua đại thụ. Đã không thừa nhận, vậy thì chém ngươi lại nói. Phần phật, huyền đao còn không có tiếp xúc đại thụ, liền cảm thấy một cơn gió dồn dập cuốn tới, ngẩng đầu nhìn lên, một cành cây đang đập tới hắn. Tốc độ của cành cực nhanh, đột nhiên rút ra, bất hủ cảnh đại viên mãn cũng khó mà chống lại, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái tránh khỏi. Siêu siêu siêu, dường như không có ý bỏ qua hắn, mấy chục cành cây đồng thời đâm tới, từng cành tựa như trường long, còn chưa đi tới trước mặt, đã ở trong không gian lưu lại từng vết rách đen kịt. Thật mạnh, đồng tử Trương Huyền co rụt lại, trên mặt không còn biểu lộ đùa giỡn, ngón tay điểm ra, không gian bốn phía tựa như bị phong cấm, trong tay nâng lên huyền đao, một cái chớp mắt liền bổ ra mấy trăm đao. Thực lực của đối phương có thể so với bất hủ cảnh đại viên mãn, cho dù là hắn cũng phải cẩn thận, nếu không rất có thể sẽ bị chém giết tại chỗ. Chương 3256, Đại thụ thần phục 1. Huyền đao sắc bén có 102, rất nhanh chặt đứt cành cây quất tới, có điều lực lượng mạnh mẽ, để cánh tay hắn run lên, nhịn không được lui về phía sau. Thực lực của Trương Huyền bây giờ, có thể chống lại bất hủ cảnh đại viên mãn, dựa vào là rất nhiều pháp bảo, lực lượng đơn thuần vẫn kém loại cường giả này không ít. Siêu 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 siêu. Một nhánh cây đứt mất, đại thụ như không đau đớn, rất nhanh, càng nhiều cành cây lao qua, tựa như bạch tuộc, mỗi một cành đều mang lực lượng bất hủ cảnh đại viên mãn, không gian chung quanh bị ép ô ô vang vọng, dường như không chịu nổi. Tiền bối. Không nghĩ tới vị tiền bối này kiểm tra tới kiểm tra lui, lại cùng một cái cây đánh nhau, tất cả mọi người đều tràn đầy lo lắng, muốn tới hỗ trợ. Không được qua đây. Thanh âm Trương Huyền vang lên. Hắn cũng không chống lại được, những người này xông lại, chỉ có phần bị giết. Phần phật. Lời còn chưa dứt, dưới cát, vô số rễ cây chui ra, càn quét về phía mọi người. Sợi rễ, ta hiểu, không có gì bất ngờ xảy ra, sợi rễ của ngươi lan tràn toàn bộ sa mạc, ngươi là dùng sợi rễ tiến hành khải linh. Nhìn thấy thứ này, Trương Huyền đã hiểu. Cái cây trước mắt này, thoạt nhìn không đồ sộ, nhưng có thể nắm giữ thực lực đại thánh tứ trọng đại viên mãn, sợi rễ nhất định lan ra cực xa, ở mấy chục cây số, mấy trăm cây số khải linh, vô cùng có khả năng chính là thứ này làm. Nếu không, hắn cũng không thể làm được, đối phương lại làm sao hoàn thành. Sợi rễ của ngươi nhiều, thủ đoạn của ta cũng không ít. Hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Trương Huyền chẳng muốn tiếp tục nói nhảm, cổ tay khẽ đảo. Phần phật, năm thánh thú vương giả xuất hiện ở trước mắt, từng cái tản mát ra khí tức cường đại, sau khi nhận được mệnh lệnh, đồng thời vào tới đại thụ trước mắt. Chuyện này, tiền bối lại có nhiều thánh thú như vậy. Hình như mỗi một cái, đều là bất hủ cảnh đại viên mãn. Tùy tiện một cái, chúng ta cũng không phải đối thủ. Mọi người nhìn thấy thanh niên tiện tay thả ra nhiều thú sủng như vậy, từng cái nuốt nước bọt, bờ môi run rẩy. Tu luyện giả bình thường, có một thú sủng là tốt lắm rồi, nhiều như vậy, hơn nữa từng cái mạnh mẽ. Vốn cảm thấy đã đánh giá cao vị tiền bối trẻ tuổi kia, không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Chủ nhân không cần lo lắng, ta tới xử lý. Năm đại vương giả xuất hiện, đại thụ quả nhiên không còn uy phong như lúc trước, lực lượng bị áp chế toàn diện, chiến đấu phút chốc. Thiên thương hỏa phượng kêu to một tiếng, tiếng vang chín tầng trời. Phần phật, hỏa diễm từ trong miệng nó phun ra, chiếu rọi nửa bầu trời, đại thụ vừa gặp phải hỏa diễm, lập tức run lẩy bẩy, không còn uy thế vừa rồi. Tuy tên này có thể thả ra lông tơ đốt người thành hạt cát, nhưng dù sao cũng là cây cối, vẫn sợ hãi minh hỏa. Hừng hực, không để ý tới nó sợ hãi, thiên thương hỏa phượng tiếp tục phun ra hỏa diễm, rất nhanh, cây cối bắt đầu phát khô. Cành lá xanh biếc trở nên khô vàng, không còn lực lượng như lúc trước. Ta biết ngươi có ý thức, thần phục ta, có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không ngày hôm nay tai kiếp khó thoát. Trương Huyền chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Thuần phục năm đại thú sủng, dưới cổ thánh hắn xuất thủ hay không, đều không quan trọng. Cây đại thụ trước mắt này, có thể thiết kế sát hại tu luyện giả, hơn nữa khải linh cho hạt cát, chỉ bằng vào điểm ấy liền có thể biết, khẳng định có trí tuệ thuộc về mình. Đã như vậy, đương nhiên là biến thành của mình. Để ta thần phục, nằm mơ. Vừa dứt lời, một đạo ý niệm truyền tới. Vậy thì thiêu chết. Trương Huyền vẫy tay một cái. Chương 3257, Đại thụ thần phục 2. Hừng hực. Thiên thương hỏa phượng biến thành hỏa hồng, bay về phía đại thụ trước mắt. Hỏa diễm đầy trời, nướng bốn phía nóng không gì sánh được, đại thụ dần dần khô héo, triệt để thiêu đốt.
chỉ chốc lát liền biến thành cho tàn. Thấy triệt để thiêu đốt cũng không thần phục, Trương Huyền nhíu mày, nhìn về phía mặt đất, khóe miệng nâng lên. Hậu thổ kỳ lân, cuốn lại tất cả rễ cây trong lòng đất ta, hỏa phượng phối hợp, ta không tin đốt không chết. Hậu thổ kỳ lân nhoáng một cái, chui vào sa mạc, ngay sau đó mọi người liền thấy từng rễ cây to lớn bị lật lên. Thiên thương hỏa phượng tiếp tục vọt tới. Hỏa diễm tràn ngập, xuất hiện một mảng lớn biển lửa. Thiên thương hỏa phượng tỏa ra hỏa diễm, tuy thua thiên hỏa, nhưng không kém địa hỏa chút nào. Kích hoạt huyết mạch mà nói, hỏa diễm càng thêm nóng, đại thánh thần binh cũng có thể hòa tan. Ta sẽ không khuất phục nhân loại, bớt nằm mộng. Dễ bị đốt, đại thụ vẫn không khuất phục, ý niệm nhỏ yếu truyền lại, mang theo quật cường. Như vậy cũng không phục. Trương Huyền sửng sốt. Một gốc cây mà thôi, có cần có cốt khí như thế hay không? Cây không còn, rễ cây còn, có thể phục sinh, nhưng rễ cây cũng mất, hẳn phải chết không nghi ngờ a hát. Không đúng, khẳng định thiêu hủy rễ cây, cũng không cách nào chém giết hắn, nếu không không có khả năng ngoan cường như vậy. Mắt Trương Huyền sáng lên. Chỉ là một cái cây, cho dù có linh trí, cũng không có khả năng giống như danh sư, tuân thủ quy củ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Sở dĩ như vậy, hẳn là có át chủ bài gì dựa dẫm, biết chỉ bằng vào đốt, là không chém giết đối phương được. Hồ nước. Cúi đầu nhìn về phía ao nước cách đó không xa. Hỏa diễm của hỏa phượng nóng như vậy, nhưng nước trong hồ không có tổn thất mảy may. Minh U Huyền Quy, người nắm giữ lực lượng thủy thuộc tính, nước trong hồ này, tất cả đều lấy đi cho ta ngược lại muốn xem, tên này có thể kiên trì bao lâu. Trương Huyền chẳng muốn nói nhảm, lần nữa nói. Vâng. Huyền Quy chậm rãi đi tới, há to miệng rộng. Phần phật. Hồ nước giống như thủy long, chảy ngược vào trong miệng nó. Rất nhanh bị nuốt sạch sẽ, lộ ra một đoạn rễ cây thật nhỏ bên trong, toàn thân trắng bệch, cho người ta một loại cảm giác ôn nhuận như ngọc. Trương Huyền lăng không chảo một cái, cầm tới, rễ cây giống như ngọc, vừa đến lòng bàn tay của hắn, cây cối mà thiên thương hỏa phượng đang thiêu đốt, giống như mất đi căn bản, lắc lư một cái, thời gian nháy mắt đồng thời biến thành cát vàng. Quả nhiên là bản thể. Thấy cảnh này, Trương Huyền nơi nào vẫn không rõ. Lúc trước đại thụ, rễ cây đều là giả, chỉ có cái này mới là bản thể, khó trách không thần phục. Chỉ cần tìm không thấy cái này, nó sẽ không chết. Hỏa phượng, đốt cái rễ cây này cho ta. Kim Nguyên Đỉnh, nếu như đốt không xong, giúp ta luyện chế thành xỉ than. Bàn tay run lên, ném rễ cây ra ngoài, Kim Nguyên Đỉnh, thiên thương hỏa phượng cùng với rất nhiều thánh thú. Vũ khí khác tất cả đều bay tới. Đừng có giết ta. Thấy nhiều cường giả khí thế hùng hổ như vậy, rễ cây không ngừng run rẩy, nhúc nhích một chút. Ta thần phục, nguyện ý thần phục. Không bị lấy ra thì thôi, chỉ cần bản thể còn, cây cối, rễ cây đều có thể mọc ra lần nữa, nhưng bây giờ bị chộp vào trong tay, liền không dám tiếp tục nhiều lời. Cái này còn tạm được. Thấy tên này bị bắt bản thể, lại không còn kiên cường như lúc trước. Lúc này Trương Huyền mới gật đầu. Rất nhanh ký kết khế ước, kẻ cầm đầu làm cho cả tất cả cường giả ở sa mạc đều kinh hoàng không dứt, sau một khắc liền biến thành thú sủng của hắn. Chương 3258, Thế giới băng tuyết 1. Nói là thú sủng cũng không chuẩn xác. Tiếp nhận ý thức của đối phương, Trương Huyền hiểu được. Thứ này quả thực là cái cây, cũng không phải thánh thú. Là khổng sư từ thiên ngoại đạt được, để lại nơi đây trấn thủ một phương thế giới. Gọi là cuồng sa mộc, chỉ cần lực lượng đầy đủ, có thể sa hóa tất cả mọi thứ tiếp xúc qua, hơn nữa khải linh cho mình sử dụng. Không chỉ nhân loại, vũ khí, thánh thú cũng có thể. Nghe rất lợi hại, nhưng bị giới hạn lực lượng linh hồn, không khống chế được bao nhiêu con sa cự nhân. Lấy năng lực hiện tại của nó, hay bất hủ cảnh hậu kỳ chính là cực hạn. Sau khi thần phục, Trương Huyền thân là chủ nhân, đồng dạng có thể điều động cỗ lực lượng này. Dù vậy cũng nhiều nhất khống chế 3 bất hủ cảnh hậu kỳ. Nói cách khác, thêm vào hắn, có thể khống chế 5 vị bất hủ cảnh hậu kỳ, tạo thành một quân đội khẳng định là không làm được. Bất quá kèm theo thực lực tăng cường, lực khống chế khẳng định sẽ càng ngày càng mạnh, nói không chừng dùng để đối phó dị linh tộc là một sự giúp đỡ lớn. Tổng thể mà nói, vận dụng tốt tên này, so với 5 đại vương giả thì cường đại hơn, dù sao chỉ cần thực lực người chết không cao hơn mình, đều có thể bị biến thành cát vàng. Chỉ điều này, cũng đủ để cho vô số người kinh hoàng. Tuy thực lực của sa cự nhân thua kém cường đại khi còn sống, nhưng không sợ bị thương, không e ngại tử vong, chỉ cần có thể liên tục không ngừng khải linh,
chẳng khác nào có sinh mệnh liên tục không ngừng. Cùng cấp bậc gặp phải, tuyệt đối sẽ nhức đầu không thôi. Có thể cho Vương Dĩnh. Trong lòng Trương Huyền hơi động. Món pháp bảo này, bản thân giữ lại tác dụng không lớn, nhưng cho Vương Dĩnh mà nói, tuyệt đối có thể để cho sức chiến đấu tiến thêm một bước, thậm chí vận dụng tốt, còn có thể vượt qua Trịnh Dương. Cẩn thận nói ra, đám người Trịnh Dương, Vương Dĩnh đi cùng chiến sư đường, Khải Linh sư công hội, hẳn cũng đã đi vào, chỉ là không biết bị truyền tống đến thế giới nào mà thôi. Nơi này hẳn có lối ra, ở nơi nào? Đè xuống những tâm tư này, Trương Huyền nhìn về phía Cuồng Sa Mộc trước mắt. Tên này lúc trước cũng không giết mấy người, lúc trước đối phó bọn họ, cũng là lần nữa Khải Linh. Nếu thật là hạng giết người như ngoé, phỏng chừng khổng sư cũng không có khả năng để nó sống sót. Ngay ở dưới đại thụ, Cuồng Sa Mộc nói một tiếng, rễ cây vặn vẹo. Ầm ầm, mặt đất lay động, tất cả sa mạc đồng thời biến mất không thấy gì nữa, giống như bị cái gì lấy đi. Ngay sau đó mọi người liền thấy, lúc trước ở vị trí đại thụ, xuất hiện một cánh cửa giống như phong ấn, không ngừng xoay tròn. Nguyên lai toàn bộ sa mạc đều bị ngươi khống chế, khó trách sợi rễ có thể lan ra đến bất kỳ xó xỉnh nào. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, thu chúng thú vào không gian gấp, quay đầu nhìn về phía mọi người. Ta muốn đi vào cánh cửa này, nếu như các người nguyện ý đi theo, liền đi vào, không nguyện ý, ở lại chỗ này tu luyện, không còn cát vàng, tu luyện so với ngoại giới hẳn tốt hơn không ít. Cát vàng biến mất, trong không khí lại không còn cực nóng, linh khí giống như ở rừng rậm nồng đậm, cũng lần nữa có khí tức sư phong. Nếu như mọi người không nguyện ý trải qua nguy hiểm, ở lại chỗ này tu luyện, khẳng định cũng có thể nhanh chóng tiến bộ, chuyến đi này không tệ. Ta nguyện ý đi cùng tiền bối. Ta muốn lưu lại, quá nguy hiểm, kỳ ngộ lớn, có mệnh hưởng thụ mới có tác dụng. Rất nhanh chia làm hai nhóm, có muốn lưu, có muốn đi. Lựa chọn ra sao, tự mình cân nhắc và quyết định, dù sao thông đạo một mực ở nơi này, có thể tùy thời rời đi, ta đi trước. Trương Huyền không nói thêm lời, thân thể nhảy lên, liền chui vào môn hộ, biến mất không thấy gì nữa. Chương 3259, Thế giới băng tuyết 2. Những người này chỉ là bèo nước gặp nhau, không có quá nhiều giao tình, có thể cứu một lần, không có khả năng một mực chăm sóc, muốn ở chỗ này đạt được càng nhiều chỗ tốt, vẫn là dựa vào bản thân, bất kỳ người nào khác đều vô dụng. Huống chi hắn còn muốn tìm Lạc Nhược Hy, Khổng Miếu mở ra, Triệu Nhã, Viên Đào, Ngụy Như Yên bị bắt, khẳng định cũng sẽ đi vào, bởi vậy còn muốn đi cứu người, không có thời gian mang theo một đám người không quen, giúp bọn hắn trải qua nguy hiểm. Nhìn thấy Trương Huyền rời đi, cường giả tâm huyết lai triều nhìn không được lắc đầu. Nếu như vừa rồi chúng ta có thể quả quyết một chút, đi theo sau lưng vị tiền bối này, khả năng sẽ thu hoạch được thu hoạch to lớn. Đáng tiếc, cơ hội bỏ qua. Vừa rồi thanh niên kia tuổi không lớn lắm, nhưng làm việc quả quyết, có trật tự, coi như di tích Khổng Miếu nguy cơ trùng trùng, đối với hắn mà nói, khẳng định cũng có thể nắm giữ kỳ ngộ cực lớn. Theo ở phía sau, thu hoạch ít một chút, cũng nhất định tu vi tăng vọt, hơn nhiều so với bây giờ. Nhưng bỏ qua, về sau sẽ không có cơ hội. Không đi quản ý nghĩ của mọi người, Trương Huyền cảm thấy không gian bốn phía lần nữa bóp méo, sau một khắc đã xuất hiện ở trong băng nguyên. Có kinh nghiệm hai lần trước, không có chút bối rối nào, mà bay lên nhìn bốn phía. Tương tự rừng rậm, phi hành càng cao, áp lực càng lớn, cho dù thực lực của hắn bây giờ, 30 mét chính là cực hạn. Còn lạnh lẽo hơn băng nguyên cung. Bốn phương tám hướng đều là hàn băng cùng tuyết động thật dày, hàn khí không ngừng cuốn tới, cường giả kim thân cảnh cũng có loại xúc động thêm quần áo. Không phải Khổng Miếu, vẫn phải tìm kiếm lối ra mới được. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn cho rằng di tích mở ra, sẽ trực tiếp tìm được vị trí Khổng Miếu, tiến vào bên trong, hiện tại xem ra, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Liên tục trải qua ba thế giới khác nhau, phía trước còn không biết có bao nhiêu đang chờ. Rừng rậm có năm đại vương giả, sa mạc, có Cuồng Sa Mộc. Nơi này khẳng định cũng có thứ trọng yếu nhất, chỉ cần tìm được, chính là lối ra. Tùy tiện tìm cái phương hướng, thẳng tắp bay tới đằng trước. Việc cấp bách, là tìm được sinh mệnh trước, mặc kệ là sinh linh của thế giới băng tuyết này, hay cường giả của danh sư đại lục đi vào, tìm được những thứ này, mới có thể xác định phương vị, thuận lợi tìm lối ra. Liên tục phi hành nửa canh giờ, quả nhiên thấy một nhóm người, đang chậm rãi tiến lên. Là cường giả dị linh tộc. Trương Huyền vừa định tới gần hỏi thăm chỗ băng nguyên này có gì đặc thù, trong lòng hơi động, ngừng lại. Đám người trước mắt, có hai mươi mấy cái,
có điều một cái phía trước nhất, cùng hai cái phía sau nhất, thân hình cao lớn, tản mát ra sát lục chi khí nồng đậm, vừa nhìn liền biết là dị linh tộc. Ba người này, khí tức như rồng, đều đạt đến bất hủ cảnh, tuy kém đám người Ô Mộc, Bột Tân một đoạn dài, nhưng ở trong rất nhiều tu luyện giả, tuyệt đối được cho là cao thủ. Còn lại tất cả đều là nhân loại, có điều hình như bị khống chế, không dám phản bác, mặt không thay đổi, chậm rãi đi về phía trước. Nhanh lên một chút. Dị linh tộc trước mặt hét lớn một tiếng, mọi người đuổi theo. Hẳn là một loại bảo vật đặc thù khống chế linh hồn. Thấy nhân loại bị áp chế mặt không hề cảm xúc, giống như bị một sợi chỉ dẫn dắt, Trương Huyền nhíu mày. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng. Đó chính là linh hồn mọi người bị khống chế, nếu không tuyệt đối không có khả năng nghe lời như thế, nhắm mắt theo đuôi. Hồ Yêu Yêu. Ngay sau đó, Trương Huyền ở trong đám người, thấy được một cái bóng quen thuộc. Chương 3260, gặp lại tế đàn 1. Trong hơn 20 người bị dị linh tộc khống chế, một nữ hài dáng người ngạo nhân, có chút chật vật, lại làm cho người nhìn qua liền khó mà rời đi, chính là người quen ở Hồng Viễn Danh Sư Học Viện, Yêu Nghiệt Hội Hội trưởng Hồ Yêu Yêu. Lúc trước Hồ Yêu Yêu được nhận về Tổng Bộ Kinh Hồng Sư Công Hội, đạt được tiền bối truyền thừa, mấy tháng không thấy, vậy mà đạt đến Thánh Vực Cửu Trọng Đỉnh Phong, cách kiến thần bất hoại chỉ kém một tia. Loại thực lực này, ở Danh Sư Đại Lục có thể cắt cứ một phương, nhưng đến nơi này, lại không chói mắt thế nào, bốn phía hàn khí vọt tới, cóng đến có chút phát run, vẻ mặt tái xanh, mặc dù không bị tổn thương, nhưng tinh thần thật giống như có chút uể oải. Mọi người bên cạnh nàng, tu vi cũng không quá cao, Thánh Vực Cửu Trọng có hơn 10, còn lại đều ở kiến thần bất hoại cảnh, bởi vậy ở dưới ba dị linh tộc tu vi bất hủ cảnh khống chế, không có chút năng lực phản kháng nào. Tuy thấy được người quen, nhưng Trương Huyền không lo lắng, phong cấm không gian bốn phía, lặng lẽ theo ở phía sau. Ba bất hủ cảnh sơ kỳ, không tính là gì, tiện tay có thể chém giết, nhưng hắn muốn nhìn một chút, đối phương quang minh chính đại như vậy, đến cùng tính toán làm gì. Theo ở phía sau, đi hơn 10 phút, một cái băng chàng nhẵn bóng xuất hiện ở trước mắt. Hoạt động nhanh lên một chút. Ngay sau đó, lại nhìn thấy có mấy đoàn người bị áp giải tới, tính gộp lại, chừng trên trăm nhân tộc, bao gồm rất nhiều chức nghiệp. Ở giữa băng chàng, là một tế đàn hình tròn, bốn phía cắm đầy đủ loại trận kỳ. Một dị linh tộc mặc hắc giáp đang đứng ở một bên, chỉ huy ba tộc nhân điêu khắc trận văn. Giải những người này tới. Điêu khắc xong, dị linh tộc hắc giáp vẫy tay một cái. Mọi người đều bị áp tới, dọc theo tế đàn xếp thành một vòng, lúc này Trương Huyền mới phát hiện, trên mạch môn mọi người quả nhiên có một sợi chỉ liên tiếp, tu vi bị phong ấn. Chẳng lẽ là hiến tế? Trương Huyền sầm mặt lại. Cái tế đàn này, lúc trước gặp qua mấy lần, mấy vị vương giả của Thanh Điền Hoàng thất sử dụng qua, dùng để hiến tế linh thần, thu được lực lượng đặc thù, lúc trước dùng là bảo vật, lần này bắt tới những danh sư kia, chẳng lẽ là muốn lấy người sống hiến tế? Chỉ là mục đích hiến tế là cái gì? Chẳng lẽ vì tìm kiếm cửa ra vào của thế giới băng tuyết? Chỉ là cửa ra mà nói, không cần thiết như thế à? Trương Huyền nhíu mày. Đi qua thế giới rừng rậm, thế giới sa mạc, làm sao tìm được lối ra, cũng coi như có chút kinh nghiệm, chỉ cần tìm được chỗ trọng yếu nhất, thì tìm ra cửa sẽ không quá khó. Lấy mạng nhiều người như vậy làm đại giá, hoàn toàn không cần thiết a hát. Dị linh tộc đi vào khổng miếu mục đích chủ yếu, là vì xuân thu đại điển, hiện tại ngay cả vị trí cũng không tìm được, liền trắng trợn sát lục, rất dễ dàng gây nên bắn ngược, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Trước tiên người cứu ra lại nói, đã nhìn thấy, tự nhiên không cho phép loại chuyện này phát sinh, huống chi trong đó còn có Hồ Yêu Yêu. Nhìn lại bốn phía, dị linh tộc bất hủ cảnh có chừng hơn 13 cái, tâm huyết lai chiều hơn 20 cái, toàn bộ cộng lại không đủ 50, những người này không đáng sợ, có thể ung dung chém giết, người hắc giáp mạnh nhất cũng chỉ là bất hủ cảnh hậu kỳ, cách đại viên mãn kém một đoạn dài. Sợi chỉ phong ấn tu vi mọi người kia, hẳn là đại thánh chí bảo, tùy tiện tiến công, ngộ nhỡ kích hoạt, đám người Hồ Yêu Yêu vô cùng có khả năng bị chém giết tại chỗ. Trương Huyền nhíu mày. Những dị linh tộc này, coi như không cần năm đại thánh thú, lấy lực chiến đấu của hắn, cũng có thể ung dung chém giết, nhưng một khi xuất hiện sơ suất, không những không cách nào cứu người, làm không cẩn thận sẽ còn hại mọi người, tuyệt đối không thể xuất hiện một chút sơ suất. Đả thông không gian bích lũy, tiêu phí cực lớn, không thể có một tia qua loa, nhất định phải bố trí tốt đủ loại đồ vật. Hắc giáp nhân tiếp tục dặn dò. Chương 3261, gặp lại tế đàn 2.
rất nhiều dị linh tộc chuyển đến từng kiện bảo vật, đặt ở trên tế đàn. Trương Huyền nhìn sang, có linh thạch hiếm có, huyết dịch thánh thú, phù văn đặc thù, đủ loại linh đan rượu dược. Tóm lại, bảo vật rất nhiều, đều sắp đuổi kịp 1/10 tài sản của hắn. Đả thông không gian bích lũy. Chẳng lẽ, bọn họ có thể trực tiếp đi vào khổng miếu? Đối phương dùng dị linh ngữ, Trương Huyền có thể nghe hiểu, không khỏi cau mày. Những tài nguyên này, coi như đối với toàn bộ dị linh tộc mà nói, cũng không phải có thể tùy tiện lãng phí, có thể tìm được lối ra, không đi tìm, ngược lại mượn tế đàn. Mục đích khẳng định không phải đi vào thế giới kế tiếp đơn giản như vậy. Cứu người trước lại nói, biết muốn tìm hiểu, phải giao chiến với những dị linh tộc này, mà trước lúc này, cần phải người cứu ra. Trần chờ một chút, thay đổi dung mạo, đi tới đằng sau một băng nham, lặng lẽ thu lại không gian phong cấm, cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm thánh khí tuyệt phẩm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Vọt thẳng qua, khẳng định cứu không được người, cũng rất khó hỏi thăm ra bí ẩn tế đàn, vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là giống như đám người Hồ Yêu Yêu, trước bị tóm đến, sau đó mượn cơ hội phá giải phong ấn của mọi người, cuối cùng là giết hay bắt, đều sẽ dễ dàng hơn không ít. Bắt đầu. Nhìn thấy người áo đen kia dẫn dắt mọi người sắp đặt tế đàn, vừa vặn đưa lưng về phía phương hướng này, Trương Huyền biết cơ hội tới, lông mày nâng lên, thân thể bỗng nhiên xông tới. Hóa thành một đạo thiểm điện, trường kiếm ở trong lòng bàn tay, cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp, đâm tới người hắc giáp. Cùng thời khắc đó, trên người kim quang lập lòe, lực lượng kim thân cảnh toàn bộ vận chuyển, tôn lên giống như Phật Đà. Lần này đánh lén, thoạt nhìn kinh diễm, trên thực tế Trương Huyền chỉ áp chế lực lượng đến kim thân cảnh bình thường, cũng không có sử dụng không gian cùng thời gian chân dài, tốc độ cực nhanh, nhưng ở trong mắt cường giả bất hủ cảnh, vẫn không đáng chú ý. Còn có một cá lọt lưới, kim thân cảnh đỉnh phong, khó trách. Phát giác được, người hắc giáp hừ lạnh, cũng không xoay người, ngón tay cong lên, bỗng nhiên bắn ra. Đinh! Một đạo khí tức thẳng tắp đụng đến mũi kiếm. Trương Huyền thi triển ra kiếm khí tới đụng một cái, tựa như đụng phải tấm thép, gặp lực cản to lớn, lại khó tiến lên mảy may. Phá! Khuôn mặt Trương Huyền dữ tợn, hét lớn một tiếng, trường kiếm bỗng nhiên run lên, lăng không đánh xuống. Xì xì xì! Kiếm khí hình thành mấy chục đạo cầu vồng, thời gian nháy mắt hội tụ vào một chỗ, hình thành một đường thẳng, bổ vào trên lực lượng của đối phương. Dầm! Lực lượng bị phá ra, Trương Huyền tiếp tục lao nhanh. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Thấy mình tiện tay một chỉ, lại bị tên này phá vỡ, người hắc giáp sửng sốt một chút, xoay người lại, hướng về phía trước bóp một cái, kẹp mũi kiếm ở đầu ngón tay. Có thể ở dưới ánh mắt nhiều người như vậy chạy trốn, còn tới đánh lén ta, thực lực quả nhiên không yếu, bất quá đã xuất hiện, liền lưu lại cho ta đi. Hắc giáp nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, thủ trưởng vỗ xuống. Phần phật, tựa như sao băng từ trên bầu trời rơi xuống. Không gian chung quanh tế đàn lập tức kích động. Chương 3262, Trương Huyền bị bắt một. Thật mạnh. Trương Huyền ngụy trang qua dung mạo biến sắc, trường kiếm trong tay bỗng nhiên ném đi, vội vàng lui về phía sau. Hiện tại hắn chỉ dùng thực lực kim thân cảnh đỉnh phong, đối phương không kiêng kỵ, cũng sẽ không ra tay đối với mọi người. Trốn được sao? Thấy tên này quả quyết như vậy, một đòn không thành lập tức chạy trốn, người hắc giáp hừ lạnh. Lực lượng từ trong lòng bàn tay cuồng bạo như sóng, cho người ta một loại cảm giác nghiền ép. Phá! Ngón tay Trương Huyền điểm ra. Ầm ầm! Trường kiếm thánh khí tuyệt phẩm lập tức nổ tung ở trên không, tựa như một cường giả thánh vực cửu trọng tự bạo sinh ra lực lượng, ngăn công kích của người hắc giáp ở bên ngoài. Làm xong những thứ này, liền đạp mạnh trên không trung, thân hình hóa thành một hàng dài, nhanh chóng lao đi nơi xa. Dừng lại! Rầm rầm! Thấy hắn muốn chạy, dị linh tộc ở bốn phía nhao nhao lấy ra vũ khí, muốn ra tay. Không cần các ngươi động thủ, tên này có ý tứ, để lại cho ta. Người hắc giáp cười nhạt một chút, hướng về phía trước một bước, lăng không bóp một cái. Mặc dù uy lực của thánh khí tuyệt phẩm tự bạo không yếu, nhưng đối với bất hủ cảnh mà nói, không tính là gì. Phần phật, trên không lập tức xuất hiện một bàn tay khổng lồ, bọc Trương Huyền lại, bốn phía đều bị phong cấm. Đáng ghét. Sắc mặt Trương Huyền dữ tợn, phun ra máu tươi, giống như sử dụng một loại lực lượng huyết mạch nào đó, khí tức tăng một đoạn, đâm đến phong cấm không gian. Người ở kim thân cảnh xem như không yếu, nhưng so sánh với bất hủ cảnh vẫn kém quá nhiều. Xuống đây cho ta đi. Dầm. Người hắc giáp hai tay hợp lại, không
không khí phát ra âm bạo liên tục, lực lượng của Trương Huyền cuối cùng không có đột phá, bị vây ở giữa, giống như con cua bị dây thừng trói lại, bất kể giãy giụa như thế nào cũng chạy trốn không xong. Tới, lại vồ một cái, Trương Huyền bị khống chế bay đến trước mặt, thân bất do kỷ. Giờ phút này vẻ mặt hắn trắng bệch, hình như sau khi huyết mạch thiêu đốt, không còn sức phản kháng. Muốn giết cứ giết, Huyền Trương ta chắc chắn sẽ không nhíu mày. Biết chạy trốn không xong, Trương Huyền gầm thét. Giết ngươi, yên tâm, ngươi có thể sống lâu một đoạn thời gian. Danh sư càng lợi hại, chân khí càng tinh khiết, lực lượng tế đàn sẽ càng mạnh. Vốn còn sợ uy lực không đủ, ngươi xuất hiện, đầy đủ. Người hắc giáp nhẹ nhàng cười một tiếng, cong ngón tay búng một cái, Trương Huyền lập tức bay đến trước mặt đám người Hồ Yêu Yêu. Khóa hắn lại, cùng một chỗ tế tự. Vâng. Hai dị linh tộc nhẹ nhàng vồ một cái, Trương Huyền lập tức cảm thấy một sợi chỉ khóa lại mạch môn của mình, lực lượng toàn thân bị phong cấm trong cơ thể, không thi triển ra được. Làm xong những thứ này, liền không để ý hắn, tiếp tục sắp đặt tế đàn. Ngươi không nên đi ra, đây là hy sinh vô ích. Thấy quả nhiên giống như dự đoán, bị bắt tới nơi này, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, đang định nghiên cứu sợi chỉ đến cùng là cái gì, liền nghe một thanh âm than thở vang lên ở bên tai. Nói chuyện là một lão giả cách đó không xa, kiến thần bất hoại cảnh. Vị tiền bối này, có biết bọn họ chơi cái tế đàn này làm gì không? Thấy người trước mắt này thần thái tỉnh táo, không giống những người khác uể oải như thế, Trương Huyền nhìn không được hỏi. Bọn họ là muốn thông qua tế tự, phá vỡ không gian, tạo dựng cầu nối đi vào khổng miếu. Chương 3263, Trương Huyền bị bắt 2. Lão giả hạ giọng, tu vi bị phong ấn, không cách nào truyền âm. Phá vỡ không gian, đi vào khổng miếu. Trương Huyền sửng sốt một chút. Thế giới băng tuyết này không phải có lối ra ư? Chỉ cần tìm được lối ra, chẳng phải có thể thuận lợi đi vào phạm vi khổng miếu, cần phải phiền toái như vậy. Lối ra. Lão giả cười khổ. Là có lối ra, có điều cái cửa ra này, là không vào được khổng miếu. Vào không được. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Hắn từ thế giới rừng rậm, đến thế giới sa mạc, sau đó lại đi tới thế giới băng tuyết. Trong bóng tối suy tính, có lẽ giống như lầu cát, chỉ cần đi qua số tầng đối ứng, thì nhất định có thể tới vị trí khổng miếu. Khổng miếu hết thảy có 6 phân điện cùng một chủ điện, mỗi phân điện đều đối ứng một thế giới khác nhau, những thế giới này, có lối ra cùng cửa vào nối liền cùng một chỗ, theo nó đi, sẽ xuyên qua 6 thế giới, vĩnh viễn tìm không thấy vị trí cụ thể. Lão giả nói, lấy thế giới băng tuyết này làm thí dụ, dựa theo cửa vào xuyên qua mà nói, sau khi thông qua 5 thế giới, sẽ lần nữa trở lại chỗ này. Ây, là như thế. Trương Huyền sửng sốt, vốn cho rằng chỉ cần tốc độ nhanh, đi hết tất cả thế giới, thì nhất định có thể tìm được khổng miếu, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại là nối liền thành một vòng. Nói như vậy, chẳng phải tương đương với xoay quanh tại chỗ. Đây là bí mật, tổng bộ danh sư đường cũng không biết được, ngươi làm sao biết được. Trương Huyền nghi ngờ nhìn lại. Hắn thân là tam đại gia tộc tộc trưởng, danh sư cửu tinh, thánh tử điện điện chủ. Cũng không biết những tin tức này. Nếu danh sư đường nhậm đường chủ biết, khẳng định cũng trước thời hạn nói. Lão giả trước mắt này, làm sao biết được cặn kẽ như vậy? Là dị linh tộc vừa rồi kia chính miệng nói. Muốn đi vào khổng miếu, dựa theo lối ra đi, là không thể nào làm được. Phương pháp duy nhất chính là thông qua hiến tế, phá vỡ không gian, như vậy có thể trực tiếp đi vào vị trí phân điện. Lão giả nói. Đi vào phân điện, không phải nói không có truyền thế thiên phù, không cách nào đi vào ư. Nếu như người người đều có thể phá vỡ không gian, đi vào phân điện khổng miếu, cái gọi là truyền thế thiên phù, còn có ý nghĩa gì? Cũng không đến mức để vô số người tranh đoạt. Không có truyền thế thiên phù, đương nhiên không vào được phân điện, nhưng đi tới bên ngoài phân điện còn có thể làm được. Nơi này là bên ngoài khổng miếu chân chính, linh khí càng thêm nồng đậm, tu luyện càng tăng gấp rưỡi. Hơn nữa đi vào phân điện, cướp được bảo vật, liền đại biểu thứ này là của ngươi sao? Thực lực không đủ. Vừa rời phân điện, sẽ bị cướp đi. Vì lẽ đó, không ít cường giả canh giữ ở bên ngoài, nghe nói còn có cổ thánh. Ánh mắt lão giả lộ ra kinh hoàng. Cổ thánh, bọn họ canh giữ ở bên ngoài. Đồng tử Trương Huyền co rút lại. Đúng vậy, bọn họ bị hạn chế, không vào được khổng miếu, nhưng có thể ôm cây đợi thỏ nha. Có thể vào, sớm muộn cũng sẽ đi ra, một khi rời đi, liền rất có khả năng gặp phải phục kích. Nói thật. Đây mới thực sự là địa phương nguy hiểm, chúng ta những tu luyện giả bình thường này,
ở đây quanh quẩn là được, chỗ kia, thật muốn đi, chỉ có thể chết càng nhanh. Lão giả cười khổ. Quên đi, một hồi liền bị xem như tế phẩm, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Trương Huyền gật đầu, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Còn tưởng cổ thánh không ở nơi này, không nghĩ tới có thể đến bên ngoài khổng miếu. Nếu thực như thế, sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Sĩ linh tộc biết những sự tình này, có thể đã dò xét xong 6 thế giới, hoặc đã có cường giả đến bên ngoài phân điện hay không. Trương Huyền nghĩ, liên tục đi 3 thế giới, không có gặp được Triệu Nhã, Ngụy Như Yên, cũng không có gặp được Chư Tử Bách Gia, thậm chí đám người Lạc Nhược Hy, bọn họ đi nơi nào. Có thể đã đến bên ngoài rất nhiều phân điện hay không. Chương 3264, Tế Đàn Vận Chuyển 1. Xem ra ta cũng nên tăng tốc. Xoay tròn ở trong 3 thế giới, đã chậm trễ 4 năm canh giờ, nếu thật có người đi vào phân điện, phỏng chừng bảo vật sớm đã bị cướp sạch sẽ. Nhất định phải tăng thêm tốc độ, không thể tiếp tục tìm lối ra như vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía rất nhiều dị linh tộc, thấy bọn họ dựa theo phương thức đặc thù trưng bày đủ loại bảo vật, đã chuẩn bị kết thúc, biết không thể dở dang. Ngón tay cùng sợi chỉ vây khốn mạch môn đụng một cái. Ông! Một hồi lay động kịch liệt, trong thư viện xuất hiện một quyển sách, vội vàng mở ra, kiến thức chảy vào trong óc. Thiết hồn tỏa, có thể khóa lại linh hồn cùng chân khí, đại thánh chí bảo, cơ bắp trong cơ thể bất hủ cảnh đại viên mãn hồng nguyên minh ngư cô động thành, người bị nhốt, bất hủ cảnh đại viên mãn cũng khó mà chạy trốn. Thiếu hụt! Nhìn nội dung một lần, trong lòng Trương Huyền bừng tỉnh. Giống như lúc trước đoán. Vây khốn mọi người quả nhiên là đại thánh chí bảo, nếu không bị bắt, mà trực tiếp xuất thủ với người hắc giáp, chỉ sợ đối phương trước khi chết, một đạo ý niệm liền tàn sát đám người Hồ Yêu Yêu, không còn sót một ai. Trước thứ giải quyết, hít sâu một hơi, trong mắt xuất hiện hoa văn, phối hợp thiếu hụt đã biết, âm thầm suy tính. Dầm, tinh thần khẽ động, phù hồn nhẹ nhàng bắn ra, chân khí trong cơ thể lập tức phá vỡ chí bảo này phong ấn, lần nữa thông suốt du tẩu. Bất quá cũng không biểu hiện ra ngoài, mà nhìn về phía lão giả cách đó không xa, truyền âm qua. Tiền bối, có muốn chạy trốn, thuận tiện chém giết những dị linh tộc này hay không? Lão giả sững sờ, có thể truyền âm, nói rõ tu vi không có bị phong tỏa. Đừng nói chuyện, nghe ta dặn dò là được, ta chỗ này có một đạo chân khí, một lát nữa nghe ta thả ở cổ tay tay ngươi là được. Sợ hắn nói chuyện, bị dị linh tộc nghe được, Trương Huyền tiếp tục nói. Lão giả rõ ràng điểm ấy, lặng lẽ gật đầu. Muốn phá giải dây thường vây khốn bọn họ, cần 10 người cùng một chỗ liên hợp, một lát nữa, chân khí ngươi truyền lại bên kia. Nhẹ nhàng đáp lên tay của lão giả, truyền qua mấy đạo chân khí. Muốn phá giải đại thánh chí bảo, chỉ có nghĩ biện pháp luyện hóa, làm việc cho ta, phương pháp luyện hóa là đồng thời kích hoạt 10 nơi thiếu hụt, mọi người bị nhốt, hiện tại hắn còn không dám có hoạt động, chỉ có thể mượn tay bọn hắn thi triển chân khí của mình. Tốt. Lão giả lên tiếng, lấy bản thân làm cầu nối, chân khí truyền về phía trước. Người đạt được chân khí, vừa mới bắt đầu sững sờ, ngay sau đó nghe được Trương Huyền truyền âm. Rõ ràng đây là cơ hội sống sót duy nhất, không có người nói nhảm, rất nhanh liền truyền nửa vòng lớn, đi tới trước Hồ Yêu Yêu. Là ngươi. Nghe được truyền âm, cùng cảm nhận được chân khí chảy qua cơ thể, trong đầu Hồ Yêu Yêu lập tức hiện ra một tướng mạo tuổi trẻ. Thân thể mềm mại chấn động, nhìn không được nhìn lại. Huyền Trương, Trương Huyền, quả nhiên là tên này. Nhớ tới đối phương báo ra tên, nàng mỉm cười. Nếu như là tên này mà nói, hẳn là an toàn. Tuy sau khi rời Hồng Viễn học viện, đi kinh Hồng Sư Công Hội, nhưng đủ loại sự tích của đối phương, nàng vẫn biết không ít. Ngắn ngủi mấy tháng, ở Đại Lục xông ra danh khí cùng địa vị lớn như thế, tự mình ra tay, mọi người làm sao có thể xảy ra chuyện. Tốt rồi, chư vị nghe mật khẩu của ta, cùng một chỗ động thủ, nhất định phải phóng thích chân khí ở vị trí ta nói, không thể có sai sót. Không biết đã có người nhận ra thân phận của hắn, Trương Huyền truyền âm qua, lông mày dương lên. Bắt đầu. Nói xong, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Những người khác đạt được chân khí, cũng đồng loạt điểm lên. Ông. Linh tính trong đó lắc lư một cái, ý niệm truyền tới, thần phục. Bảo vệ mọi người. Một khi có người công kích, thì giúp ngăn cản một tay. Chương 3265, Tế Đàn Vận Chuyển 2. Truyền lại mệnh lệnh của mình, Trương Huyền lần nữa nhìn lại đám dị linh tộc trước mắt. Bọn họ tiếp tục sắp đặt, qua đại khái 10 phút mới ngừng lại. Tuy khuôn mặt mỏi mệt, nhưng trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn.
Bẩm báo đại nhân, tế đàn đã bố trí xong, có thể tùy thời kích hoạt. Một dị linh tộc ôm quyền. Rất tốt, chuẩn bị bắt đầu đi. Hắc giáp nhân gật đầu, cổ tay run lên, một viên tinh thạch lạnh lẽo như băng rơi vào chính giữa tế đàn, thanh âm ông, vang lên, ánh sáng dần dần bao phủ toàn bộ tế đàn, lực lượng rộng lớn chậm chạp lan ra, bao phủ bốn phía. Chẳng lẽ đây là bảo vật trấn thủ thế giới băng tuyết? Ánh mắt Trương Huyền lộ ra nghi ngờ. Thế giới rừng rậm, trấn thủ là năm đại vương giả, thế giới sa mạc, trấn thủ là cuồng sa mộc. Thế giới băng tuyết này, hắn còn không có tìm được lối ra ở nơi nào, nhưng nhìn tinh thạch lạnh lẽo kia, cùng hoàn cảnh bốn phía hoàn mỹ phù hợp, thậm chí còn có thể điều động lực lượng thế giới, có lẽ hiệu quả giống như năm đại vương giả, cuồng sa mộc. Thế giới lúc trước, trấn thủ một phương có thể là thánh thú, có thể là cây cối, tự nhiên cũng có thể là khoáng thạch. Ong ong ong, tế đàn bị kích hoạt, lực lượng khoáng thạch càng ngày càng mạnh, một đạo hào quang chiếu rọi bầu trời, không gian phía trên bị xé rách. Thế giới này có đại khái khoảng 30 mét cấm bay, ánh sáng soi sáng vị trí này liền ngừng lại, liều mạng giãy giụa, cũng không nhúc nhích tí nào. Thiêu đốt, vẻ mặt hắc giáp nhân nghiêm túc lên, thủ chỉ lần nữa điểm ra, tế đàn xoay chậm chậm, rất nhiều bảo vật phía trên giống như khối băng đặt ở trên lò lửa, bắt đầu hòa tan, tản mát ra lực lượng càng thêm khổng lồ. Những lực lượng này ra trì, ánh sáng giống như phá vỡ bình chướng đặc thù nào đó, phát ra tiếng oanh minh, chậm chạp lan tràn lên trên. Quang mang trùng kích vào không gian, từng vết rách đen kịt, dữ tợn đáng sợ, toàn bộ thế giới băng tuyết đang không ngừng lay động, hình như sắp bị đâm thủng. Là phá vỡ không gian cấm chế. Trương Huyền chấn động. Vừa rồi một mực đang nghĩ, làm sao mới có thể phá vỡ không gian, tìm tới vị trí khổng miếu, nằm mơ cũng không nghĩ đến, dùng chính là loại phương pháp này. Nguyên lai lúc trước cấm bay, là một loại không gian pháp tắc càng thêm củng cố, phá vỡ cái này, mới có thể đi vào phân điện. Dầm. Bảo vật trên đài càng tiêu hao càng nhiều, bắn lên trên cột sáng, cũng càng lên càng cao, rất nhanh vượt qua 50 mét. 60 mét. 70 mét. 80 mét. 99 mét. Đến nơi này, phảng phất như đến phần cuối bầu trời, một cái phong ấn mỏng manh xuất hiện, giống như thủy văn chảy xuôi, ánh sáng chói mắt. Quang mang chiếu xạ ở trên thủy văn, lại không phá nổi. Một miếu thờ to lớn như ẩn như hiện, dường như ẩn giấu ở đằng sau. Quả nhiên là khổng miếu. Trương Huyền chợt hiểu, lần nữa nhìn về phía tế đàn. Giờ phút này tất cả bảo vật đều tiêu hao hầu như không còn, uy lực của ánh sáng bắt đầu suy giảm. Chuẩn bị kỹ càng, thả chân khí của những người này ra ngoài, tế tự linh thần. Dường như sớm biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, người hắc giáp quát lạnh một tiếng. Rầm rầm. Một dị linh tộc đồ sộ đi tới sau lưng mọi người, ngay sau đó một thanh vũ khí cổ quái huyền phù ở trên không. Chương 3266, linh thần tái hiện một. Kiện binh khí này giống ngọc bàn, lại giống mai rùa ngọc, vừa tiếp xúc sợi chỉ trói lại mọi người. Tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể tê dại, chân khí trong cơ thể không khống chế được, theo sợi chỉ tuôn trào ra. Chẳng lẽ không phải giết chết? Vừa định khống chế thiết hồn tỏa phản kích, chém giết rất nhiều dị linh tộc, nhưng nhìn thấy loại tình huống này, Trương Huyền không khỏi ngừng lại. Vốn cho rằng đối phương hiến tế, sẽ giết chết hơn 100 nhân tộc này, lúc này mới cam tâm bị bắt, tìm cơ hội động thủ. Không nghĩ tới chỉ là điều động chân khí. Đã không có nguy hiểm, hắn liền đình chỉ việc làm. Làm bộ bị khống chế, chân khí đi theo lực lượng mọi người, tràn vào thiết hồn tỏa. Rất nhanh, chân khí hình thành một vòng tròn. Ông! Thiết hồn tỏa lấp lánh ra hào quang chói sáng, kết hợp phù văn trên mặt đất. Ầm ầm! Vòng sáng trên tế đàn khuếch đại ra gấp bội, giống như đạt được lực lượng mọi người gia trì, lấy khí tức càng mạnh mẽ hơn xông lên bầu trời. Rầm rầm! Phong ấn ở dưới ánh sáng va chạm, phát ra thanh âm như nước chảy, có điều vẫn không có phá vỡ. Ánh mắt người hắc giáp nheo lại, cổ tay chuyển một cái, một thanh trường đao xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vạch một cái. Máu tươi phun ra ngoài, rơi vào tế đàn. Trong nháy mắt, ánh sáng càng hơn. Hậu bối linh tộc bột hoàng, lấy máu tươi hiến tế, mong linh thần giúp ta phá vỡ phong ấn. Thanh âm tối nghĩa vang lên, tựa như đọc chú ngữ đặc thù, trên tế đàn quang mang càng thêm huy hoàng, chói mắt, ngay sau đó một cánh cửa khổng lồ chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong cửa tản mát ra khí tức cường đại, coi như Trương Huyền cũng cảm giác sẽ bị tùy tiện nghiền ép. Hắn đang triệu hoán linh thần. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Loại tình huống này,
Thiên Diệp Vương từng sử dụng qua một lần, khi đó tu vi còn thấp, không nghĩ tới cho dù hiện tại, chỉ sợ cũng không bằng một đạo ý niệm trong cửa. Hô! Cửa từ từ mở ra, giống như lần trước, một bóng lưng xuất hiện ở trước mắt, cho người ta một loại cảm giác nghiền ép linh hồn, cho dù tâm cảnh của hắn đạt tới 29. 9, cũng có chút không ổn định. Chỉ là bóng lưng, cũng mạnh mẽ như vậy, nếu quay người, phỏng chừng không cần hiến tế, tất cả mọi người sẽ không kiên trì nổi, ý niệm sụp đổ, tại chỗ tử vong. Thật mạnh! Vẻ mặt Trương Huyền trắng bệch, thân thể cứng nhắc. Hắn gặp qua cổ thánh, nhưng linh thần trước mắt này, rõ ràng càng thêm cường đại hơn cổ thánh, thậm chí đáng sợ hơn ngoan nhân. Dường như, thật muốn từ sau cửa đi ra, toàn bộ danh sư đại lục sẽ không chịu nổi áp lực, hóa thành cho bụi. Chỉ là, bóng lưng này, rất quen thuộc. Trương Huyền rung động, đồng thời loại cảm giác quen thuộc như lần trước lần nữa xông lên đầu. Lúc trước ở Khư Mô Cung, thời điểm Thiên Diệp Vương triệu hoán linh thần, liền có loại ảo giác này, hình như vị này gặp qua ở nơi nào, giờ phút này cảm giác lần nữa hiện lên ở trong óc, vung đi không được. Bất quá hình như có người tận lực giấu giếm, hoặc ký ức bị loại bỏ, càng suy nghĩ càng cảm thấy mơ hồ, một lát sau, ngược lại cái gì cũng không nhớ nổi. Biết không nghĩ ra được, liền không tiếp tục để ý, Trương Huyền tiếp tục nhìn lại. Linh thần xuất hiện, chân khí mọi người hao tổn càng nhanh, thời gian qua một lát, khuôn mặt từng cái liền trắng xám. Mong linh thần có thể giúp ta phá vỡ không gian ràng buộc. Bột Hoàng lần nữa hô khẽ, máu tươi tiếp tục tuôn ra, thân thể không ngừng run rẩy. Phần phật, thanh âm kết thúc, trong cửa có một đạo hào quang bắn tới, lúc trước tế đàn không cách nào phá hủy phong ấn, giống như băng hàn chậm chạp hòa tan. Mắt thường có thể thấy được xuất hiện một thông đạo có thể cho phép người thông qua. Linh thần đồng ý hắn tế tự, xuất thủ. Đa tạ linh thần. Chương 3267, linh thần tái hiện 2. Bột Hoàng quỳ mọp xuống đất, thái độ chân thành. Hô! Cửa chậm rãi tiêu tán, bóng người biến mất, Bột Hoàng giãy giụa đứng dậy, nhìn quanh một vòng. Cái lối đi này chỉ có thể duy trì 30 hô hấp, mọi người hoạt động phải nhanh. Đại nhân, những nhân loại này nhìn thấy chúng ta tế tự linh thần, có muốn? Một dị linh tộc làm ra hoạt động chém đầu. Thần Dung Hoàng ra lệnh, tạm thời đừng ra tay với danh sư, chân khí bọn họ tiêu hao sạch sẽ, không gây nổi sóng gió, đừng gây thêm rắc rối, đi mau. Bột Hoàng hừ một tiếng, thân thể nhảy lên, xông tới phòng ấn. Xuống đây đi. Thấy hắn muốn rời khỏi, Trương Huyền sao có thể toại nguyện, lại không che giấu tu vi, cánh tay dài ra, bắt tên này tới. Dầm. Hai người chênh lệch trăm mét, nhưng ở dưới một chảo của hắn, phảng phất như không còn khoảng cách, năm ngón tay rơi vào trên mắt cá chân đối phương, lực lượng xông lên nhất thời suy giảm xuống. Ngươi, che giấu tu vi. Đồng tử Bột Hoàng co rụt lại, chỉ cảm thấy thân thể không ngừng rơi xuống dưới, trên bàn tay đối phương truyền ra lực lượng, so với hắn chỉ mạnh không yếu, trường đao trong tay xoay một cái, vội vàng chém xuống. Phần phật. Không gian giống như giấy vỡ vụn. Vậy mà bàn tay đối phương không có chút nào tránh né, ánh mắt Bột Hoàng sáng lên, tăng lớn lực lượng. Đinh đinh đinh, tia lửa văng khắp nơi, trường đao bổ vào trên tay đối phương, toát ra tia lửa liên tiếp, vậy mà ngay cả bạch ấn cũng không có lưu lại. Cái này sao có thể? Đồng tử Bột Hoàng co rút lại. Chuôi trường đao này của hắn, tuy không có đạt tới đại thánh cấp, nhưng cũng là nửa bước đại thánh, đừng nói kim thân cảnh, bất hủ cảnh cùng cấp bậc, một đao chém xuống. Đầu cũng sẽ rớt xuống đất, giờ phút này lại một chút dấu vết cũng không có, thực lực của đối phương đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào. Thu, biết chỉ bằng vào chuôi đao này, khẳng định là thắng không nổi đối phương, Bột Hoàng vội vàng nắm tới Thiết Hồn Tỏa. Chỉ cần đại thánh thần binh nơi tay, đối phương phòng ngự mạnh hơn, cũng không đủ gây sợ hãi. Bàn tay lăng không, tinh thần câu thông, có điều chờ giây lát, không có một tia trả lời, Bột Hoàng vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Thiết Hồn Tỏa của hắn. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở đầu ngón tay của đối phương, chậm chạp du tẩu. Ngươi luyện hóa pháp bảo của ta. Đầu óc Bột Hoàng nổ tung. Vì đi vào khổng miếu, Thần Dung Hoàng đặc biệt cho hắn mượn thứ này sử dụng, cũng chỉ có thể ra lệnh, mà không thể luyện hóa. Hắn cũng không luyện hóa được, làm sao liền thần phục đối phương. Ha ha! Không để ý tới hắn, thanh niên lần nữa điểm ra. Phần phật! Thiết Hồn Tỏa lập tức chạy lên. Chói hắn thành bánh chưng. Mọi người đi mau. Thấy đối phương không chỉ thực lực mạnh, còn luyện hóa bảo vật của hắn, Bột Hoàng biết chỉ bằng vào bọn họ khẳng định không cách nào vượt qua,
vội vàng la lên. Hô xong mới phát hiện, trên quảng trường băng tuyết, chẳng biết lúc nào toát ra năm thánh thú thực lực cường đại, mười mấy tộc nhân giờ phút này đã bị đám thánh thú giết đến 7-8 phần, không có một người sống nào. Ngươi, phốc, không cần nghĩ cũng biết khẳng định là người thanh niên trước mắt này làm, Bột Hoàng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Thu, biết tên này còn có tác dụng, có thể hỏi tham gia không ít tin tức, cổ tay Trương Huyền rung lên, thu vào không gian gấp, làm xong những thứ này, lăng không chảo một cái, tế đàn cùng linh thạch băng thuộc tính phía trên cũng bị thu vào nhẫn. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía mọi người. Lân cận khổng miếu quá mức nguy hiểm, các ngươi tốt nhất ở lại chỗ này sẽ tương đối an toàn. Nói xong, thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp vào tới thông đạo. Chương 3268, Huyền Nhi, mau tới, một. Chờ ta một chút, còn chưa tới cửa động, phía dưới la lên một tiếng, ngay sau đó liền thấy một thân ảnh xinh đẹp nhanh chóng kéo hắn. Hồ Yêu Yêu. Trương Huyền im lặng. Không phải người khác, chính là Hồ Yêu Yêu. Vị bằng hữu này, phía trên rất nguy hiểm, người vẫn là ở lại đây đi. Bàn tay khẽ vỗ, Trương Huyền muốn đưa cô bé này xuống. Mới vừa rồi cùng lão giả giao lưu, lần cận phân điện khổng miếu, không chỉ có bất hủ cảnh của dị linh tộc, khả năng cổ thánh cũng ẩn nấp trong đó, nguy cơ trùng trùng, hắn cũng không dám bảo đảm có thể sống sót hay không, nàng mới thánh vực cửu trọng, vẫn là lưu lại cho thỏa đáng. Dù sao hắn là ngụy trang dung mạo, đối phương cũng không biết là ai. Đang muốn động thủ, liền nghe truyền âm vang lên bên tai. Trương Huyền, người dám ta ném xuống, ta liền chạy tới Trương gia các ngươi, nói ngươi phi lễ, cho ngươi chịu trách nhiệm với ta. Phốc, mắt Trương Huyền tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Làm sao ngươi biết là ta? Hắn ngụy trang thiên y vô phùng, cổ thánh cũng chưa chắc có thể nhìn thấu, nàng chỉ là thánh vực cửu trọng đỉnh phong. Làm sao sẽ nhận ra mình? Mấu chốt nhất là, còn muốn chạy đến Trương gia gây rối. Hai người ở Hồng Viễn học viện liền náo qua mâu thuẫn, chỉ bất quá lúc ấy la hét phi lễ là mình. Nhà đầu này, sẽ không thù dai như thế chứ. Bất quá lấy cá tính của đối phương, chỉ sợ thật đúng là làm được. Đường đường tam tộc tộc trưởng, thánh tử điện điện chủ, danh sư cửu tinh. Thật muốn bị một nữ nhân chạy đến trong nhà, náo phi lễ, phỏng chừng cũng không cần sống. Mấu chốt nhất là, bị Lạc Nhược Hy hiểu lầm nên làm cái gì. Phía trên nguy hiểm, người suy nghĩ kỹ càng, nếu quả thật đi qua, ta có thể mang ngươi. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, truyền âm qua. Ta muốn đi. Hồ Yêu Yêu cắn răng. Được. Thấy đối phương kiên trì, Trương Huyền biết không cắt đuôi được, nhẹ nhàng vồ một cái. Dầm. Hai người hóa thành ánh sáng, từ phong ấn chui ra ngoài, vừa mới biến mất, phong ấn liền khôi phục như lúc ban đầu. Phong cấm không gian cũng lần nữa cứng rắn như sắt, dù bất hủ cảnh cũng không bay qua được. Nhìn thấy hết thảy khôi phục, đám người lúc trước bị bắt, tất cả đều đứng dậy. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại những dị linh tộc kia bị giết, ân nhân cứu mạng cũng đi, trong lúc nhất thời tràn đầy mê man. Tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người đồng loạt nhìn về phía lão giả mới vừa rồi cùng Trương Huyền nói chuyện. Thực lực của hắn mạnh nhất, cũng có quyền lên tiếng nhất. Dị linh tộc bị giết, lại không nguy hiểm, ta thấy chúng ta vẫn là mau chóng tu luyện đi, nếu không rời khổng miếu, liền không có loại cơ hội này. Trầm tư một chút, lão giả nói. Nói thật, bên khổng miếu kia, coi như cho hắn lá gan, cũng không dám đi qua, đã như vậy còn không bằng ở đây tu luyện, sớm ngày đột phá. Đúng vậy, mọi người cũng rõ ràng. Đã trải qua một lần nguy hiểm, biết mơ tưởng xa vời chỉ có thể hại bản thân, tất cả mọi người lại không giàu dĩ. Huyền Trương, không nghĩ tới danh sư đại lục còn có người trẻ tuổi lợi hại như thế, có thể so sánh với Trương Huyền Trương sư. Lần nữa nhìn về địa phương hai người biến mất, lão giả cảm khái một câu, lời còn chưa dứt, đột nhiên cứng đờ. Huyền Trương, Trương Huyền, ta hình như rõ ràng. Lão giả cười khổ. Cao nhân làm việc, quả nhiên không bám vào một khuôn mẫu. Cái tên này, có thể lại giả một chút sao? Chỉ cần là người, sau đó đều có thể suy nghĩ ra. Đây rốt cuộc là để người ta biết ngươi, hay không muốn người ta biết ngươi à? Chương 3269, Huyền Nhi, mau tới, 2. Nhận qua ân huệ, về sau khẳng định phải vì Trương gia hiệu lực. Trong lòng âm thầm cảm xúc, ân cứu mạng, không thể không báo. Nếu đã biết thân phận của đối phương, về sau khẳng định phải đi vào Trương gia, dùng một đời để báo đáp. Hô,
Xuyên qua phòng ấn, Trương Huyền cùng Hồ Yêu Yêu đồng thời rơi trên mặt đất. Một kiến trúc to lớn loáng thoáng huyền phù ở trước mắt, mắt thường liền có thể nhìn thấy. Chúng ta đến. Hồ Yêu Yêu lắc đầu, đứng dậy. Ừm. Trương Huyền lên tiếng. Không gian pháp tắc nơi này so với thế giới rừng rậm, thế giới sa mạc, thế giới băng tuyết, thì càng thêm ngưng kết, hiện tại thực lực của hắn cũng không cách nào phi hành. Lúc trước tiện tay có thể xé rách không gian, mà ở đây chỉ có thể ngoan ngoãn đi bộ. Đó chính là khổng miếu. Sửa sang lại quần áo một chút, Hồ Yêu Yêu chỉ về phía trước. Trương Huyền gật đầu. Xem ra lão giả nói không sai, xuyên qua phòng ấn, liền có thể đến lân cận khổng miếu, có điều tốt nhất đừng vội vàng đi qua, hỏi rõ ràng tình huống cụ thể lại nói. Đây là thông đạo dị linh tộc mở ra, ngộ nhỡ có dị linh cổ thánh ở phía trước bảo vệ, chết cũng không biết chết như thế nào. Phần phật, bột hoàng bị trói xuất hiện ở phía trước. Siêu hồn, biết hỏi thăm đối phương cũng không có khả năng nói nhiều, chẳng muốn tiếp tục nói nhảm, tinh thần khẽ động, tiến hành siêu hồn. Hô, từng đạo tin tức đi vào trong óc. Giống như lão giả lúc trước kia nói, di tích khổng miếu quả nhiên chia làm 6 thế giới, đi cửa ra vào sẽ một mực xoay quanh, mãi mãi không cách nào rời đi. Đây là thần Dung Hoàng đưa tin nói cho bọn hắn. Về phần vì sao mình không thể đưa tin, có lẽ liên quan đến tế đàn. Dù sao vị linh thần kia thực lực quá mạnh, mặc dù di tích khổng miếu là khổng sư tự mình sắp đặt, nhưng chưa hẳn có thể ngăn lại bóng lưng thâm thúy kia. Thần Dung Hoàng đã đưa tin tới, nói rõ hắn cũng đi vào nơi này. Ánh mắt Trương Huyền lộ ra vẻ lo lắng. Lúc trước danh sư Đường đã nói, một vị hoàng giả trong dị linh tộc lặng yên không tiếng động đi tới danh sư đại lục, chỉ bất quá chưa hề có người thấy, hiện tại xem ra hẳn là vị thần Dung Hoàng này. Thần Dung Hoàng ra lệnh không giết danh sư, không biết có dụng ý gì. Biết vị cường giả này có khả năng ở lân cận khổng miếu, trong lòng Trương Huyền áp lực to lớn, ngay sau đó nhìn thấy bột hoàng lấy được một mệnh lệnh khác. Từ sự tình ở địa quật, hắn biết ba đại hoàng giả của dị linh chia làm ba phe phái. Thần Dung Hoàng là phái bảo thủ, không chủ trương chiến đấu, thần Linh Hoàng là phái cấp tiến, nhất định phải phát động tấn công, mới có thể thực hiện lợi ích. Còn thần Tinh Hoàng, hẳn là cỏ đầu tường, lúc trước cùng Dung Hoàng kết minh, về sau lại cùng Linh Hoàng kết minh. Nếu là phái bảo thủ, hẳn là có ý nghĩ của mình, đặc biệt là bản thân hắn cũng ở nơi đây, không muốn cùng danh sư Đường huyên náo quá cương, cũng có thể thông cảm được. Rất nhanh, xem xong tin tức hữu dụng trong đầu bột hoàng. Bột hoàng này, chỉ là nhận được mệnh lệnh, dẫn dắt tộc nhân mượn tế đàn mở ra thông đạo, đi tới lân cận khổng miếu, tùy thời tìm kiếm chỗ tốt, còn nội dung tin tưởng khác, cũng không biết là thần Dung Hoàng không có dò xét rõ ràng, hay nguyên nhân khác, biết cũng không kỹ càng. Siêu hồn xong, Trương Huyền nhẹ nhàng vỗ một cái, chém giết dị linh tộc này. Không phải tộc ta, chắc chắn sẽ sinh dị tâm. Đối với loại người này, không có một chút hảo cảm nào. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại, đang muốn điều tra có nguy hiểm hay không, trong lòng hơi động, một ngọc bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay, một nhóm chữ chậm rãi xuất hiện. Huyền Nhi, nhìn thấy tin tức mau tới, ta tra được tung tích của Triệu Nhã. Chương 3270, Hồ Yêu Yêu tấn cấp 1. Tung tích của Triệu Nhã. Đưa tin cho hắn không phải người khác, chính là Hưng Kiếm Thánh. Chẳng lẽ bọn họ cũng đến nơi này? Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Đã trải qua 3 thế giới. Hắn biết nơi này là không có cách nào truyền lại tin tức, vừa tới nơi này Ngọc Phù liền bắt đầu chấn động, có phải cho thấy, đã cùng cha mẹ Hưng Mộng Kiếm Thánh ở chung một không gian. Ngón tay điểm ra, vội vàng truyền lại tin tức. Các ngươi ở đâu? Ngọc bài chợt lóe. Đại Thành Điện, Xuân Noãn Lâu. Xuân Noãn Lâu. Trương Huyền nhíu mày. Đừng nói nơi này, hắn ngay cả Đại Thành Điện ở đâu cũng không rõ ràng. Đi tìm một chút đi. Khổng miếu đang ở trước mắt. Cha đưa tin nói rõ địa chỉ, thì khẳng định có thể tìm tới. Chúng ta đi qua ư. Thấy hắn muốn đi, Hồ Yêu Yêu nhìn qua. Ở lân cận khổng miếu nhất định có cường giả vây quanh, một lát nữa, một khi gặp nguy hiểm, xoay người bỏ chạy, không cần phải để ý đến ta. Trương Huyền nói, không nên xem ta như vướng víu, tuy thực lực của ta không có đạt tới đại thánh, nhưng sức chiến đấu vẫn còn có thể, sở dĩ ở thế giới băng tuyết bị bắt. Là bởi vì bọn họ sử dụng công kích linh hồn đánh lén. Biết đối phương lo lắng, Hồ Yêu Yêu liếc một cái, mang theo không vui. Nửa năm trước, tên này chỉ là học đệ của nàng, tùy tiện bắt nạt, mà bây giờ. Lo lắng nàng theo không kịp tiết tấu, trong lòng tràn đầy buồn bực.
không phải vướng víu liền tốt, trốn sẽ nhanh một chút. Trương Huyền gật đầu. Hồ Yêu Yêu tức đến gần thổ huyết. Nàng nói sức chiến đấu của mình không tệ lắm, là muốn nói cho đối phương, gặp được nguy hiểm cũng có thể chiến đấu, sẽ không cản trở, kết quả bị lý giải thành chạy trốn nhanh một chút. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta vô dụng như vậy? Hồ Yêu Yêu cắn răng, dáng người thướt tha, tiến về phía trước một bước. Thế nào, xem thường thực lực của ta, có dám cùng ta đánh cược hay không? Đánh cược? Không sai, ta nhảy múa một điệu, nếu như ngay cả tinh thần của ngươi cũng bị ảnh hưởng, không cách nào phát huy thực lực mạnh nhất, liền nói xin lỗi ta. Nếu không bị ảnh hưởng, ta xin lỗi ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi nói cái gì, ta làm cái đó, tuyệt đối không cho ngươi thêm phiền phức. Hồ Yêu Yêu nhìn chằm chằm tới. Được a. Thấy đối phương cố chấp, Trương Huyền gật đầu. Vừa vặn cũng muốn nhìn một chút, kinh hồng sư đạt tới đỉnh phong, sẽ có hiệu quả như thế nào. Ta bắt đầu. Thân thể nhoáng một cái, Hồ Yêu Yêu nhún nhảy, cả người thời gian nháy mắt biến thành tiên tử linh động, như tinh linh xuyên qua bầu trời, dáng người xinh đẹp, tản mát ra quang mang câu người đoạt phách, dường như chỉ cần nhìn một cái, liền sẽ rơi vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Không thể không nói, dáng người của cô bé này quả thực tốt không lời nói, toàn thân cao thấp, nhiều một phần thì béo, thiếu một phần thì gầy, hình thành một đường cong hoàn mỹ, tuy vấn đề hoàn cảnh không có thay đổi thành hoa phục, nhưng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, vẫn có xung kích to lớn với linh hồn. Không tệ. Trương Huyền nhìn không được gật đầu. Chương 3271, Hồ Yêu Yêu tấn cấp 2. Thực lực của đối phương, chỉ là thánh vực cửu trọng đỉnh phong, nhưng dáng múa thi triển ra, đại thánh nhị trọng kim thân cảnh cũng khó mà chống cự. Đặc biệt là tu luyện giả nam giới, bất hủ cảnh hơi không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bản thân Hồ Yêu Yêu liền là tuyệt đại vưu vật, nhất cử nhất động, kèm theo năng lực câu hồn phách, giờ phút này lại phối hợp dáng múa, cho dù tu vi không cao, vẫn có thể tản mát ra mị lực để cho người ta khó mà chống cự. Đương nhiên, chỉ là để đối thủ trầm mê, muốn đánh giết liền khó khăn. Loại thực lực này, cầm trong tay vũ khí, cũng chưa chắc có thể lưu lại dấu vết ở trên người cường giả kim thân cảnh. Ngươi, không bị ảnh hưởng. Một khúc xong, Hồ Yêu Yêu ngừng lại, nhìn thấy thanh niên đối diện hai mắt trong suốt, sạch sẽ, nhịn không được thất lạc. Nàng có dáng người và dung nhan có 102, vừa tiến vào kinh hồng sư công hội, liền được xác định là nhân tuyển thánh tử, tiến hành bồi dưỡng, lần này sở dĩ được phép đi vào khổng miếu, là bởi vì đã được truyền thừa, gặp được cường giả đại thánh cũng đủ để tự vệ. Có loại năng lực này, lần nữa nhìn thấy Trương Huyền, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác phân cao thấp. Lúc trước ở Hồng Viễn học viện, vô số người quỳ dưới váy nàng, chỉ cần là nam danh sư, ai không kính sợ ba phần, chỉ có cái tên này, trâu gặm mẫu đơn, đối với sắc đẹp của nàng như không nhìn thấy. Vốn cho rằng đạt được kinh hồng truyền thừa, đối phương sẽ bị ảnh hưởng, không nghĩ tới ánh mắt so với trước kia còn muốn trong sáng. Đại ca, người đến cùng mù lúc nào? Thật muốn tìm người trị liệu cho hắn một chút, ngay thời điểm nàng tràn đầy buồn bực, thanh âm của đối phương vang lên. Nhận lấy chút ảnh hưởng. Thật, ánh mắt sáng lên, Hồ Yêu Yêu nghi ngờ nhìn qua. Ta làm sao không nhìn ra? Bộ linh lung phi thiên vũ này của ngươi, nhảy mặc dù không tệ, hình thái tiên nữ phi thiên, bày ra hoàn mỹ, cho người ta một loại ảo giác như thật như ảo, tựa như đi vào huyễn trận. Nhưng thiếu sót cũng hết sức rõ ràng, thứ nhất. Hoạt động quá mức tận lực, tiên nữ, sở dĩ để cho người ta kinh diễm, cũng không phải nàng thi triển ra dáng người xinh đẹp, mà là nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, đều mang mùi vị xuất trần thoát tục, là thoát ly trần tục, mà không phải phong trần. Thứ hai, tinh thần công kích quá mức tận lực, như vậy rất dễ dàng gây nên cường giả chống cự, không dễ dàng xâm nhập nội tâm. Trương Huyền một hơi nói ra 17 cái thiếu hụt, dừng lại một chút, nói tiếp. Nói như thế nào đây? Vừa rồi ngươi múa, ảnh hưởng với ta chính là, thiếu hụt quá nhiều, thực tế nhìn không được, có chút buồn nôn, ngươi cũng biết, ta là người chủ nghĩa hoàn mỹ. Ngươi, Hồ Yêu Yêu hộc máu, hoàn mỹ chủ nghĩa, hoàn mỹ muội muội ngươi a hát. Dáng múa của ta thướt tha như thế, không bị cám dỗ ngược lại cũng thôi. Còn buồn nôn muốn ói, nước mắt ào ào, Hồ Yêu Yêu chỉ cảm thấy cuộc đời kinh hồng sư của mình u ám không ánh sáng. Người ta nhìn khiêu vũ. Là hưởng thụ, người nhìn khiêu vũ, là thiếu hụt. Còn có thể vui vẻ chơi đùa hay không? Đừng nản chí, đây là ta vừa rồi tiến hành sửa lại, học tập cho giỏi mà nói,
hẳn có thể tiến bộ lần nữa, nếu như vậy, với ta mà nói. Hẳn là sẽ không khó chịu như vậy. Vẻ mặt Trương Huyền thành thật. Hồ Yêu Yêu xoa mi tâm thật mệt. May mắn cùng hắn chỉ là bằng hữu, nếu thật là tình lữ, IQ thấp như vậy, một ngày tâm tác rất nhiều lần, còn không bằng tự sát a. Hồ Yêu Yêu tràn đầy buồn bực, ghi nhớ thiếu hụt cùng phương pháp sửa lại mà đối phương nói ở trong lòng. Cẩn thận lĩnh ngộ, càng nghĩ càng cảm thấy nói không sai, lời ít mà ý nhiều, nhắm thẳng vào hạch tâm, thân thể không tự chủ được đung đưa, lần nữa nhảy linh lung phi thiên vũ. Tốc độ càng lúc càng nhanh, hoạt động càng ngày càng u nhã. Ầm ầm, không biết qua bao lâu, chân khí trong cơ thể đột nhiên sôi trào, tu vi giam cầm ở thánh vực cửu trọng, vậy mà trong nháy mắt đột phá, đạt đến kiến thần bất hoại cảnh. Ta đột phá, thân thể mềm mại cứng đờ, lần nữa nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, ánh mắt phức tạp. Cái tên này, liếc mắt nhìn ra nhiều thiếu hụt như vậy, sau khi sửa lại, liền có thể tiến bộ. Xem ra trong mắt hắn, vô dụng cũng là lựa chọn không tệ. Chí ít có thể được chỉ điểm. Quên đi, vô dụng liền vô dụng, theo ở phía sau kiếm chỉ điểm là được, hữu dụng như vậy làm gì? Trong nháy mắt, Hồ Yêu Yêu lần nữa giấy lên đấu trí. Chương 3272, kỳ ngộ của Hưng Mộng Kiếm Thánh 1. Tốt rồi, đi nhanh một chút đi. Hồ Yêu Yêu đột phá, Trương Huyền nằm trong dữ liệu, chỉ cần đối phương khiêm tốn tiếp nhận chỉ điểm, hoàn toàn có thể để cho nàng đột phá nghi ngờ nhân sinh. Đây chính là năng lực của hắn, khiêm tốn mà nội liễm. Biết đối phương có chuyện lo lắng, Hồ Yêu Yêu không nói thêm lời, vừa đi theo đằng sau, vừa củng cố tu vi vừa mới đột phá. Quyết định phương hướng miếu thờ, Trương Huyền đi thẳng về phía trước. Kiến trúc hùng vĩ, huyền phù ở bầu trời phương xa, như ẩn như hiện, tốc độ hai người cực nhanh, bay lượn chạy tới. Vốn cho rằng một đường sẽ vô cùng nguy hiểm, không nghĩ tới an toàn để cho người ta khiếp sợ. Đừng nói dị linh tộc, ngay cả thánh thú cũng không thấy. Hơn 10 phút sau, một kiến trúc hùng vĩ xuất hiện ở trước mắt, ngay phía trên có bảng hiệu ghi Đại Thành Điện. Hẳn là một trong 6 đại cung điện của Khổng Miếu. Trong lòng Trương Huyền hơi động. Khổng Miếu có 6 cung điện, đối ứng 6 truyền thế thiên phù, điểm ấy hắn đã sớm biết, cái Đại Thành Điện này, hẳn chính là một trong số đó. Trước cửa đại điện, mây mù lượn lờ, thấy không rõ lắm, có điều có thể thấy được đại môn khóa chặt, còn không người tiến vào bên trong. Nhìn quanh hai bên, 4 tòa lầu các phân tán ở 4 phía, phân biệt viết Xuân Noãn, Hạ Táo, Thu Sảng, Đông Hàn. Cái kia chính là Xuân Noãn lâu. Nhìn rõ ràng chữ Xuân Noãn, Trương Huyền mang theo Hồ Yêu Yêu vội vàng đi vào. Cái lầu các này, không tính quá lớn, vừa tiến vào trong đó, liền thấy không ít người đứng ở bên trong, có trang phục danh sư, có thì là gia tộc và tán tu, đại khái hơn 30 người, tu vi thấp nhất cũng đạt đến thánh vực cửu trọng. Tộc trưởng. Thấy hắn đi vào, vài bóng người tới đón. Trương Huyền nhận ra được, mấy vị thái thượng trưởng lão trong tộc. Lúc trước một mực bế quan, hai ngày trước vừa tới khúc phụ. Lúc này Trương Huyền đã xóa ngụy trang, khôi phục dung mạo của mình. Huyền Nhi, người đã đến. Vừa định hỏi thăm cha mẹ ở đâu, liền nghe thanh âm vang lên, vợ chồng Hưng Mộng Kiếm Thánh tới trước mặt. Thấy bọn họ không bị tổn thương, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời sửng sốt. Thực lực của các ngươi, làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Trước khi đi vào Khổng Miếu, hai người này chỉ là bất hủ cảnh sơ kỳ. Ngắn ngủi mấy canh giờ không thấy, vậy mà đã đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn, chân chính đứng ở cao nhất của đại lục. Chúng ta đạt được cơ duyên. Hưng Kiếm Thánh cười cười, giải thích một phen. Nghe xong giải thích, vẻ mặt Trương Huyền im lặng. Vận may của cha mẹ mình, so với hắn tốt hơn quá nhiều, vừa xuất hiện là đến nơi này, cũng không đi vào thế giới băng tuyết. Linh khí cùng sư phong ở nơi này, so với thế giới rừng rậm càng thêm nồng đậm, hơn nữa vừa tới đâu đâu cũng có bảo vật. Thu những thứ này, lại thêm tâm cảnh đạt đến 29.9, tu luyện tự nhiên một ngày ngàn dặm. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải tu luyện mấy canh giờ, mà là 3 tháng. Thấy hắn khó tin, Mộng Kiếm Thánh mỉm cười. 3 tháng. Trương Huyền sửng sốt. Khổng Miếu mở ra, tính toán đâu ra đấy, chẳng qua 5-6 canh giờ, làm sao sẽ thời gian dài như vậy. Đúng vậy, ta và cha ngươi trong lúc vô tình bước vào một chỗ thời gian tăng tốc. Nơi đó tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn nhiều, thoạt nhìn ngắn ngủi mấy canh giờ, trên thực tế đã tu luyện rất lâu. Mộng Kiếm Thánh giải thích. Cái này, con mắt Trương Huyền trợn tròn. Cái vận khí này quá nghịch thiên đi.
vừa truyền tống liền đến nơi đây không nói, còn có thể bước vào chỗ thời gian tăng tốc. Mình làm sao thê thảm như thế? Chương 3273, kỳ ngộ của Hưng Mộng Kiếm Thánh 2. Chỗ kia ở đâu, còn có thể tìm tới không? Trương Huyền nhịn không được nhìn qua. Nếu như có thể tìm tới, hắn cũng nhịn không được muốn đi qua tu luyện một đoạn thời gian, trước tiên tăng thực lực lên lại nói. Hẳn là không tìm thấy, là chúng ta được cơ duyên, đợi tu luyện hoàn tất liền biến mất, cũng không thấy nữa. Thật ra thì không cần cái này, người cũng tu luyện rất nhanh. Mộng Kiếm Thánh an ủi một câu. Được rồi. Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Người so với người tức chết người, hắn từ trước tới nay lấy tu luyện nhanh chóng tự xưng, kết quả thời gian dài như vậy, vẫn là kim thân cảnh đỉnh phong, một chút tiến bộ cũng không có. Trương Huyền buồn bực, lần nữa nhìn lại. Ta bị Khổng Miếu thả ra ánh sáng bao phủ, sau đó liền tiến vào một thế giới rừng rậm, tại sao các ngươi lại đi thẳng tới nơi này? Hơn nữa, các ngươi không có tách ra. Hắn đi vào thế giới rừng rậm, hơn nữa ai cũng tìm không thấy, bằng hữu quen thuộc một cái cũng không nhìn thấy, vì sao cha mẹ có thể trực tiếp xuất hiện ở đây, hơn nữa nghe khẩu khí còn không chia lìa. Có lẽ liên quan đến truyền thế thiên phù a. Hưng Kiếm Thánh giải thích nói. Thời điểm Khổng Miếu mở ra, ta và mẫu thân ngươi, cùng mấy vị thái thượng trưởng lão đang nghiên cứu tiên tổ lưu lại thiên phù, sau đó liền đến nơi này. Ta có thể cảm nhận được. Cái thiên phù kia cùng phân điện này có liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Thiên phù. Trương Huyền cúi đầu nhìn lại, quả nhiên thấy phù lục trong tay Hưng Kiếm Thánh tản mát ra quang mang ôn nhuận, cùng khí tức trên đại thành điện hòa làm một thể, có liên hệ đặc thù. Cái thiên phù này đáng tin cậy như vậy, của ta làm sao không có tác dụng a? Vẻ mặt Trương Huyền buồn bực. Hắn đạt được truyền thế mẫu phù, cũng chính là tiểu phù phù, tình huống bình thường không nên trực tiếp đưa bản thân đến chủ điện sao? Hiện tại chủ điện ở đâu, cái bóng cũng không thấy, còn bị ném tới thế giới rừng rậm, thế giới sa mạc, thế giới băng tuyết. Thám hiểm, mấu chốt phương hướng cũng không tìm được, sớm biết vô dụng như vậy, đã trực tiếp ném đi rồi. Phù lục cùng đại thành điện có liên hệ, vì sao các ngươi không đi vào? Trương Huyền dứt bỏ buồn bực hỏi. Đã đến địa điểm, lại có phù lục, vì sao không đi vào? Hẳn là thời cơ chưa tới. Hưng Kiếm Thánh gật đầu. Bất quá theo ta quan sát, hẳn là một hai canh giờ nữa sẽ mở ra. Thông qua cửa sổ, Trương Huyền nhìn đại thành điện cách đó không xa, quả nhiên thấy cánh cửa khổng lồ sừng sững không động đậy, tản mát ra khí tức người lạ chớ vào. Tuy truyền thế thiên phù có liên hệ, nhưng còn không có đạt tới tình trạng hoàn mỹ phù hợp. Các ngươi nói, có tung tích của Triệu Nhã, nàng ở đâu? Trương Huyền tiếp tục hỏi. Đệ tử này, lúc trước bị người bắt đi, ngay cả một chút tin tức cũng không có đạt được. Trong lòng sớm đã nóng như lửa đốt. Nàng ở. Hưng Kiếm Thánh vừa định trả lời, liền cảm thấy một tiếng nổ thật to vang lên, ngay sau đó lầu các không ngừng lay động. Bọn họ lại tới. Hưng Kiếm Thánh đứng dậy, híp mắt lại. Ai tới? Trương Huyền sững sờ. Sĩ Linh Tộc, bọn họ biết trong tay phụ thân ngươi có truyền thế thiên phù, thường cách một đoạn thời gian sẽ tới khiêu chiến. Mộng Kiếm Thánh giải thích. Trương Huyền nhìn xuống dưới. Quả nhiên thấy một dị linh tộc đứng ở trước lầu các, tay cầm vũ khí, mang theo sát khí, thanh âm như chuông lớn. Hưng Kiếm Thánh, tại hạ Bột Nguyên, có dám xuống đánh một trận không? Chương 3274, Trương Huyền xuất chiến 1. Khiêu chiến. Trương Huyền nhíu mày, hơi không hiểu. Dị linh tộc dám như thế quang minh chính đại đi ra, hơn nữa. Còn thủ quy củ như vậy. Ở trong ấn tượng của hắn, dị linh tộc ưa thích sát lục. Không có bất kỳ quy củ gì đáng nói, hiện tại chạy tới khiêu chiến, kỳ lạ không nói ra được. Càng quan trọng là, Xuân Noãn Lâu có nhiều danh sư như vậy. Danh sư cùng dị linh tộc mâu thuẫn kéo dài vài vạn năm, hai bên đều có vô số thân hữu chết ở trong tay đối phương, một thân một mình xuất hiện, thật không sợ bị loạn đao chém chết. Không phải chúng ta thủ quy củ mà là không thể không thủ. Hưng Kiếm Thánh cười khổ. Không thể không thủ, chẳng lẽ nơi này có cổ thánh? Đồng tử Trương Huyền co rụt, híp mắt lại. Có thể để cho bất hủ cảnh viên mãn tuân thủ quy định, trừ cổ thánh, thì nghĩ không ra người nào tới. Không sai, nơi này có cổ thánh, vị cổ thánh kia của Trương gia chúng ta cũng tới. Hai bên đều có kiêng kỵ, nên lập ra ước định, có mâu thuẫn, công bằng quyết đấu giải quyết, không cho phép đổ sát. Nếu không đã sớm loạn chiến, nào có an bình như hiện tại. Hưng Kiếm Thánh giải thích. Trương Huyền thở ra một hơi.
khó trách trên đường đi không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, chắc cũng là hai bên tuân thủ quy định. Nếu không, phân điện còn chưa mở ra, bên này liền giết đến hừng hực khí thế, bảo vật chân chính xuất hiện, ai cũng không chiếm được. Thời khắc này cổ thánh tựa như vũ khí hạt nhân, hai bên đều có, ai cũng không dám vượt quá, một khi một phương không còn, cán cân sẽ lập tức nghiêng, không còn an bình hiện tại. Đối phương khiêu chiến ta, là muốn lấy được truyền thế thiên phù của chúng ta, hoặc là theo phía sau chúng ta đi vào khổng miếu. Hưng kiếm thánh nhẹ nhàng cười một tiếng, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Bất quá ta há có thể để hắn toại nguyện. Cha chậm đã. Thấy hắn muốn xuống lầu, Trương Huyền cũng đứng dậy. Để hài nhi chơi với hắn một chút. Ngươi! Hưng kiếm thánh sững sờ. Không sai, tuy thực lực của ta là kim thân cảnh, nhưng đối phương muốn vượt qua, còn không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa đến nơi này, mặc dù cơ duyên không bằng cha mẹ, nhưng cũng có một ít, vừa vặn thực hiện một chút. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra tràn đầy tự tin. Trăm thiện hiếu đứng đầu, thân làm con, đối phương khiêu chiến phụ thân, tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Cũng được. Hưng kiếm thánh gật đầu. Đứa con trai này của hắn, tuy chỉ có 20 tuổi, nhưng thủ đoạn nhiều, ngay cả danh sư đường cũng kiêng kỵ ba phần, bản thân lên chưa hẳn có thể thắng qua Bột Nguyên, nhưng hắn ra tay, đối phương khẳng định không chống lại được. Thấy hắn đồng ý, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, bay ra ngoài, rơi vào trước dị linh tộc kia. Tại hạ Trương Huyền, muốn khiêu chiến cha ta, trước qua cửa này của ta đã. Ngươi có thể làm chủ. Bột Nguyên dường như không nhận ra Trương Huyền, thấy chỉ là một thanh niên 20 tuổi, khóe miệng nâng lên. Thua, phải giao ra truyền thế thiên phù. Đương nhiên có thể làm chủ. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu. Ta thua, có thể giao ra thiên phù, nhưng nếu thắng thì sao? Cái áo giáp này là đại thánh chí bảo, thua, xem như đền bù. Bàn tay lớn vồ một cái áo giáp bay ra phía trước, Bột Nguyên khẽ nói. Một đại thánh chí bảo, liền muốn đổi truyền thế thiên phù. Đây là công bằng của ngươi. Trương Huyền nhíu mày. Truyền thế thiên phù, coi như người của chư tử bách ra tới, cũng lấy ra cổ thánh chí bảo, một bảo vật đại thánh cấp liền muốn đổi. Lừa gạt ai đây? Vậy ngươi muốn cái gì? Bột Nguyên cau mày. Lúc trước bọn họ cũng giao đấu qua như vậy, tuy tộc nhân thua, nhưng Hưng kiếm thánh không có ý kiến, làm sao đến vị trước mắt này, ngược lại cảm thấy không công bằng. Ba kiện đại thánh chí bảo. Trương Huyền cười nhạt. Ba kiện. Bột Nguyên híp mắt lại. Chương 3275, Trương Huyền xuất chiến 2. Ngươi nằm mơ. Không nguyện ý liền thôi, chúng ta cũng không rảnh cùng ngươi chơi đùa lung tung. Nắm giữ truyền thế thiên phù, liền có cơ hội đi vào khổng miếu, tuy là phân điện, không có xuân thu đại điển, nhưng mặc kệ cái gì, chỉ cần là khổng sư lưu lại, nhất định sẽ không đơn giản. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đừng nói ta không cho cơ hội. Không đồng ý, sớm làm ra quyết định, ta đi về nghỉ ngơi. Trương Huyền duỗi lưng một cái, đi đến lầu các. Cái này. Bột Nguyên im lặng. Ba đại thánh chí bảo, tuy rất chân quý, nhưng so với đi vào khổng miếu, còn kém rất lớn. Ngươi chờ, ta trở về thương nghị một chút. Nói xong Bột Nguyên xoay người, đi đến một lầu các khác, phía trên viết hai chữ hạ táo, thời gian không dài, lần nữa trở về. Ta đồng ý. Nói xong, bàn tay run lên, ba kiện đại thánh chí bảo huyền phù ở cách đó không xa. Hưng kiếm thánh liền đi tới, truyền thế thiên phù lơ lửng ở giữa không trung. Bắt đầu đi, ta không tin ngươi một tiểu tử 20 tuổi, có thể còn mạnh hơn ta. Tiền đặt cược xuất hiện, Bột Nguyên lại không nói nhảm, trường kiếm run lên, phát ra thanh âm ô ô. Trước không vội, trước khi bắt đầu, ta muốn hỏi rõ ràng quy củ. Trương Huyền nói. Quy củ. Không sai, chúng ta tỉ thí, có phải tỉ thí công bằng hay không? Đương nhiên. Bột Nguyên gật đầu. Nếu công bằng quyết đấu, ta là trận pháp sư mà nói, có thể sử dụng trận pháp hay không, nếu là thuần thú sư, có thể mượn dùng thú sủng hay không? Trương Huyền nói. Tự nhiên có thể. Bột Nguyên khẽ nói. Trận pháp sư sắp đặt trận pháp, thuần thú sư nắm giữ thú sủng, đây đều là thực lực của bọn hắn, xem như hắn cũng không thể bác bỏ. Như vậy liền dễ làm. Nghe đối phương đồng ý, ngón tay Trương Huyền chỉ. Các thú sủng, đi ra đánh hắn một trận. Rầm. Tiếng nói kết thúc, năm thánh thú vương giả bất ngờ xuất hiện ở trước mắt, bao bọc vây quanh Bột Nguyên, trên người khuấy động khí tức muốn xé rách không gian.
Đây là thú sủng của ngươi. Thân thể Bột Nguyên nhoáng một cái, suýt chút nữa khóc. Hưng Kiếm Thánh, Mộng Kiếm Thánh, cùng rất nhiều danh sư trong Xuân Noãn Lâu, cũng từng người trợn to hai mắt, trên mặt tất cả đều phát điên. Năm thú sủng bất hủ cảnh đại viên mãn. Đây là cơ duyên nhỏ ngươi nói. Đây là cơ duyên nhỏ, còn có lớn hơn ư. Đúng vậy, ta là thuần thú sư, có thể sử dụng thú sủng, nhanh động thủ đi, ngươi đánh thú sủng của ta, thú sủng ta đánh ngươi. Cực kỳ công bằng. Trương Huyền gật đầu. Bột Nguyên hộc máu. Công bằng em gái ngươi a hát. Loại cấp bậc thánh thú này, đánh như thế nào? Ngươi không động thủ, ta liền động thủ. Thấy tên này lại không còn khí thế như vừa rồi, bàn tay Trương Huyền run lên, phát ra mệnh lệnh. Lên! Giống, 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 giống. Năm con thánh thú đồng loạt lao đến. Năm con này, thần có huyết mạch thượng cổ thần thú, càng là vương giả của thế giới rừng rậm, trải qua vô số lần chiến đấu, tuy thực lực của Bột Nguyên không yếu, nhưng đối diện với mấy cái này, một con cũng thắng không nổi, chớ nói chi là nhiều như vậy. Mấy hơi thở sau, liền bị đánh hoàn toàn thay đổi, xương cốt cả người đứt mất mười mấy nơi, khắp khuôn mặt là máu tươi. Ta nhận thua. Thấy lại không đầu hàng, sẽ chết rất thê thảm, Bột Nguyên vội vàng hô lên. Cái này còn tạm được. Trương Huyền gật đầu, vẻ mặt thỏa mãn thu ba kiện đại thánh chí bảo vào nhẫn, lần nữa nhìn lại. Các ngươi còn có ai muốn khiêu chiến không? Trương Huyền ta vui lòng tiếp. Nếu như không có, ta khiêu chiến tất cả dị linh tộc ở đây, các ngươi có dám nghênh chiến không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 135.